chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Đời Khuynh Thành, khi tầng bị vứt bỏ ở lãnh cung, tập 13 trong phòng khi nãy còn có người nức nở bên ngoài cũng có kẻ sôi nổi nghị luận nhưng khi hai chúng ta nói chuyện ngay cả tiếng hít thở cũng không còn mọi người đều kinh ngạc nhìn ta thường tình ngồi bên cạnh nhìn ta lại nhìn hắn hơi nhíu mày thân nhu ngồi bên dưới nàng ấy đang xoa đôi mắt hồng hồng không hề nhìn về hướng này bùi nguyên hạo nhìn ta một lúc phất tay khấu nhi lập tức bưng một cái mâm đi tới bên trên đặt một túi thơm ta nhíu mày nghe hắn nói xem đi túi thơm vừa đưa đến trước mặt, mùi thuốc nồng nặc liền sọc vào mũi, một dược, một, nhũ hương, hai, thụ linh chi, ba, ta mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nàng biết đây là thứ gì không, túi thuốc, có công dụng gì, trợ sản, lưu thông máu, nếu thai phụ trong lúc sinh ngửi thấy sẽ thế nào, ít hầu ta nghẹn lại, không trả lời được, những thứ này nếu đưa người bình thường ngửi thì có công hiệu hỗ trợ máu lưu thông, tinh thần thoải mái, nhưng nếu dùng với thai phụ lúc sinh, Thảo nào mùi máu trong phòng lại nặng như vậy cứ như vừa tẩm máu tươi. Ta theo bản năng nhìn vào trong, cách một tấm màn che, mơ hồ nhìn thấy gương mặt tái nhợt ấy. Lúc này, giọng trầm của bùi nguyên hạo vang lên bên tai, túi thuốc này của nàng sao? Ta quay đầu lại, mặt không đổi sắc mà lắc đầu, không phải, vừa dứt lời, bên cạnh liền có mấy phi tầng hừ lạnh. Bùi nguyên hạo nói, thử hỏi nha đầu bên cạnh nàng xem thứ này của ai? Nghe tới đây ta lập tức nhíu mày, mà thủy tú bên cạnh cũng đã sợ tới hai chân mềm nhũng, thiếu chút quỳ xuống, vội lắc đầu phủ nhận, nô tỳ không biết, nô tỳ chưa từng nhìn thấy, bùi nguyên hạo không nói gì nữa, thường tình ngồi bên cạnh ra hiệu cho bên dưới, lập tức có hai thái giám đưa một người lên, là Ngọc Văn bên cạnh hứa ấu lăng. Nàng ta hành lễ với mọi người, hoàng hậu hỏi, những gì ngươi vừa nói với hoàng thượng, bây giờ lặp lại lần nữa đi, hai mắt Ngọc Văn hồng hồng, giọng cũng nghẹn ngào, Hôm qua lúc thu dọn giường nô tỳ nhìn thấy túi thuốc này, bởi vì Tiệp Dư đang có thai, ngày nào cũng phải nấu thuốc, cho nên mùi thuốc trong túi thuốc này không ai chú ý. Mấy hôm nay vì cố kỵ sức khỏe của Tiệp Dư, các vị nương nương cũng ít tới cảnh nhân cung, chỉ có tối mùng 5 tháng trước, có người nhìn thấy thủy tú của phương thảo đường lén tới đây, sau đó lại lặng lặng rời đi. Sắc mặt thủy tú trắng bệch, quỳ xuống, "Không có, nô tỳ không có, không phải ngươi thì còn là ai?" Ngươi dám nói hôm đó ngươi không lén lúc tới đây, ta. Ta. Thủy Tú lắp bắp, theo bản năng nhìn ta, ta bình tĩnh nói, ngươi tới đây rốt cuộc để làm gì, cứ trả lời đúng sự thật là được. Thủy Tú cắn môi, đêm đó đúng là nô tỳ có tới đây, nhưng nô tỳ không có đặt túi thơm này. Nô tỳ chỉ. Chỉ bỏ mấy con chuột vào phòng Ngọc Văn để dọa nàng ta thôi, chuột. Thường tình nhíu mày, lập tức nhớ ra, chính là hôm đó, vâng tại sao ngươi phải làm vậy? Thủy Tú lại nhìn ta, hai mắt đã đỏ lên, hôm đó Ngọc Văn đến Phương Thảo Đường nói hứa tiệp dư được tấn chức, ban thưởng cho tài nhân, tài nhân giận đến không ăn cơm được. Nô tỳ cũng tức giận, cho nên, Thủy Tú còn chưa nói xong, ánh mắt bùi nguyên hạo đã lập lòe, chậm rãi nhìn về phía ta, lúc này, Chu Phương Hoa bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, tỉ muội tấn chức chẳng lẽ không phải chuyện đáng mừng sao? Nhạc tài nhân thế mà lại tức giận. Chỉ chuyện này thôi đã tức giận, nàng ta còn làm được gì, con của nàng ta, xung quanh thấp giọng nghị luận. Ta đứng giữa phòng lặng lặng nghe, bỗng có một giọng nói nhu mị vang lên, cho dù thế cũng không thể chứng minh túi thuốc này không phải do ngươi đặt. Ta quay đầu, liền thấy thân nhu hơi nhếch môi, nhàn nhạt nói, nếu đã có thể lẻn vào thì có chuyện gì mà không thể làm chứ. Ngươi thừa nhận mình thả chuột chẳng qua là để mọi người cảm thấy ngươi chỉ đang trút giận cho tài nhân nhà ngươi, nhưng nếu tài nhân nhà ngươi không phải chỉ vì hạ giận thì sao?" Ta nhíu mày, lại nhìn Bùi Nguyên Hạo, trong cung này nói 10 câu nói dối không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trong 10 câu nói thật kẹp một câu nói dối, như vậy giả cũng biến thành thật. Hắn ở trong cung nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, có điều sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh không hề dao động, vẫn ngồi im một chỗ, ta nghĩ nghĩ, nói, "Có thể cho thần thiếp nhìn túi thuốc kia lần nữa không?" Hắn không nói chuyện, chỉ đưa mắt ra hiệu. Khấu Nhi lại trình túi thuốc lên, ta cẩn thận cầm xem, gấm vóc là loại tiếng cống, mỗi cung đều có, thủ công cũng không tệ, chỗ miệng thắt còn có dây đeo, ta nhìn một lát, ngẩng đầu nói, túi thuốc này không phải của Phương Thảo Đường, vậy sao, cung nhân của thần thiếp gồm Thủy Tú, Tiểu Ngọc, còn cả Ngô Ma Ma đều là người tương Tây, bọn họ đều học cách theo Hồ Nam, điều này có thể điều tra từ đồ bọn họ may vá thường ngày, mà miệng túi thơm này dùng cách may đang xen các mũi kim với nhau, đây là thủ thuật theo của Tô Châu, tên thác đáo để. Ta nhìn hắn, thần thiếp không biết, vậy nàng biết cái gì, thần thiếp là người thuộc trung, chỉ biết cách theo thuật. Nghe đến đây hắn đứng dậy đi tới, một tay cầm túi thơm trong tay ta, một tay giật lấy túi trên hông ta, đây là thứ hắn từng thấy ta làm khi nhàn rỗi. Hai túi gấm nằm trong tay hắn, ta lãnh đạm với hắn, hắn lại không nhìn túi thơm kia, chỉ nhìn ta. Lúc này, thân nhu thản nhiên nói, biết hay không biết không phải chỉ có một câu nói hay sao? Có người che giấu quá sâu, cả đời không bao giờ lấy ra, vậy đây chẳng phải vụ án không thể làm rõ à? Vừa nghe đến chỗ có kẻ che giấu sâu, ánh mắt bùi nguyên hạo liền trầm xuống. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập sau đó dừng ở cửa, mơ hồ nghe Ngọc Công Công nói vài câu, qua một lát, Ngọc Công Công đi vào, nhẹ nhàng gọi, Hoàng thượng, cấp báo 300 dặm từ Dương Châu đã tới Kinh Thành, xin Hoàng thượng gã còn chưa nói xong, ánh mắt bùi nguyên hạo đã trở nên sắc bén, vội vã rời đi. Khi tầng xung quanh đều đứng dậy hành lễ. Ta nhìn túi thơm trong tay hắn, đang định nói gì đó, lại thấy hắn dừng lại ở cửa, xoay người nhìn ta, thường tình bước nhanh đến bên hắn, không nói gì cả, chỉ chờ hắn ra lệnh, bùi nguyên hạo trầm mặt một hồi, chỉ nói, các nàng trở về hết đi. Dứt lời, hắn lại liếc nhìn ta, thì thầm bên tai thường tình, thường tình gật đầu, đáp thần thiết biết rồi từ dặn dò xong tất cả hắn lại nhìn ta lần nữa cuối cùng quay đầu rời đi gió lạnh từ cửa lớn mở rộng thổi vào khiến ta run rẩy sau khi hành lễ với hắn thường tình đứng dậy nói việc tối nay tạm thời tới đây mọi người đều về trước đi hết câu nàng lại nghiêng người nói với khấu nhi vào câu khấu nhi nhận lệnh lui xuống phi tần xung quanh lập tức nghị luận sôi nổi trở về chuyện này còn chưa giải quyết xong mà có vẻ nàng ta cũng không có cách giảo biện không biết dương châu lại xảy ra chuyện gì mấy ngày nay hoàng thượng đều ta lặng lẽ đứng giữa phòng thường tình lại tới trước mặt ta nói tối nay nhạc tài nhân đừng về phương thảo đường vội bổn cung đã ra lệnh quét dọn vĩnh tinh trai ngươi cứ ở đó đi người của bổn cung sẽ tới hầu hạ ngươi bảo ta tới vĩnh tinh trai chứ không phải về phương thảo đường ta đương nhiên biết đây là ý gì vâng ta hành lễ xoay người lui xuống, thủy tú quỳ bên cạnh tuy rằng còn sợ hãi nhưng lúc này vẫn lập tức đứng lên dìu ta, thời điểm ra ngoài, một làn gió thơm lướt qua, ta ngước mắt, liền bắt gặp đôi mắt quyến rũ của thân nhu, ta cho rằng nàng ta muốn nói gì đó, nhưng nàng ta lại không hề nhiều lời, chỉ liếc nhìn ta một cái rồi bỏ đi, rời khỏi cảnh nhân cung, cổ kiệu đã chờ sẵn bên ngoài, bước vào kiệu ta liền có cảm giác toàn thân không còn sức lực, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cổ kiệu được nâng lên, đầu óc ta quay cuồng, cũng may từ cảnh nhân cung đến vinh tỉnh trai không xa, chỉ một lát là tới, vừa xuống kiệu, liền thấy một đám thị vệ đứng trước cửa hành lễ với ta, vinh tỉnh trai thật ra cũng sạch sẽ và thanh tịnh. Vừa ngồi xuống, ngô ma ma và tiểu ngọc lòng nóng như lửa đốt chạy tới, thở dê không xê hỏi, tài nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bảo bọn nô tỳ tới đây, ta vô cùng mệt mỏi, xua tay không muốn nói chuyện, thủy tú quỳ xuống, tài nhân, nô tỳ biết lỗi rồi. Ngô ma ma nghe vậy liền có cảm giác không đúng, vội hỏi, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Thủy Tú vừa khóc vừa kể chuyện mình đi thả chuột. Ngô ma ma giận tới đánh thẳng cánh tay nàng, mắng, ta biết ngay ngươi sẽ gây chuyện mà. Xem chuyện tốt mà ngươi làm đi, Tiểu Ngọc cũng quỳ xuống khóc lóc xin tha, ma ma, người tha cho Thủy Tú đi, nàng ấy chỉ muốn trút giận cho tài nhân thôi. Tuy giận nhưng ngô ma ma cũng không nặng tay, ta khuyên hai câu bà ấy liền thôi, có điều Thủy Tú và Tiểu Ngọc vẫn khóc lóc không dám đứng dậy, Ngô Ma Ma xoay người hỏi ta, tài nhân, vậy Hoàng thượng. Ngài ấy tin người không, hắn tin ta không, ta nhíu mày, từ trước đến giờ, cho dù tại thời điểm chúng ta thân mật nhất, Bùi Nguyên Hạo chỉ tin ta bảy phần, hoài nghi là bản tính của loại người như hắn, hắn sẽ không, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là nữ nhân như ta. Nhưng biểu hiện của hắn hôm nay không vui không giận, không lạnh không nóng lại khiến ta không thể nắm bắt được lời ta nói lời người khác nói hắn rốt cuộc nghe lọc tai bao nhiêu tin bao nhiêu ta hoàn toàn không biết nghĩ vậy ta chỉ cảm thấy mệt thấu xương nhìn ta uể oải ngô ma ma liền nói tài nhân người cũng mệt rồi không bằng nghỉ ngơi trước đi có chuyện gì ngày mai rồi nói hết câu bà liền bảo bọn thủy tú ra ngoài lấy nước ấm sau khi hầu hạ ta rửa mặt liền đuổi họ ra ngoài tự mình gác đêm ta phất tay đêm nay chỗ này không cần canh gác, các ngươi lui xuống hết đi, tài nhân, như vậy sao được, ta nói rồi, không sao, tuy ngữ điệu của ta vẫn nhàn nhạt nhưng ngô ma ma biết chỉ cần ta mở miệng thì nhất định sẽ làm, do vậy không khuyên nữa, dặn dò ta hai câu rồi cùng hai nha đầu kia ra ngoài. Cửa đóng lại, từ xa còn nghe thấy tiếng bà không cam lòng mắng và tiếng khóc quất ức của Thủy Tú, ta ngồi bên bàn chải chuốt mọi việc xảy ra tối nay, hiển nhiên chuyện này đã bắt đầu từ rất sớm, không phải hấp tấp thành hình, mà ta không biết còn nhược điểm gì nằm trong tay kẻ khác không, chỉ trách ta quá thả lỏng, một canh giờ trôi qua, đã qua giờ sửu, thể xác và tinh thần của ta đều đến giới hạn, tim cũng đập loạn nhịp, lúc này vốn nên lập tức lên giường đi ngủ mới đúng, nhưng ta vẫn ngồi bên bàn, dùng trâm bạc thắp thêm nến, tiếng đồng hồ cát trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng, càng rõ hơn chính là tiếng bước chân từ xa truyền đến, đêm càng khuya, tay con người lại càng nhanh nhạy, mà ta lại nhạy cảm hơn người bình thường, chỉ cần muốn, ta có thể nín thở nghe được âm thanh từ rất xa. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, là một người, lúc đến cổng lớn, người ấy nhỏ giọng nói gì đó, kế tiếp là tiếng thị vệ trả lời, xin nương nương yên tâm, chúng thuộc hạ đều từng chịu ân huệ của người, chút việc nhỏ này đương nhiên, sau đó cổng lớn mở, tiếng bước chân kia vẫn rất nhẹ, nhẹ đến mức không có tiếng gió, đối phương đương nhiên không kinh động tới bất kỳ ai ở Vĩnh Tinh Trai nhưng khi tới trước cửa vẫn dừng một chút ánh nến bên cạnh lặng lẽ thiêu đốt lại vì cửa đột nhiên mở mà ra sức lay động dưới ánh nến lập lòe gương mặt kiều diễm kia gần ngay trước mắt quả nhiên là ngươi thân ảnh đứng trước mặt ta chính là thân nhu nàng ta khoác áo choàng màu đen che đi dáng người thanh mảnh của mình toàn thân như chìm vào đêm tối chỉ có ở trước mặt ta mới dần lộ diện nàng nhẹ nhàng vén áo choàng trên đầu xuống trở tay đóng cánh cửa phía sau lại khẽ cười hình như ngươi sớm đã đoán được bổn cung sẽ đến bởi vì không ai ngờ được kẻ vừa hãm hại ta ở cảnh nhân cung sẽ lập tức tới tìm ta cho nên ta đang đợi ngươi biết là ta túi thuốc kia không phải của ta đương nhiên chỉ có kẻ khác đưa đến có thể tiếp cận hứa ấu lăng như vậy chỉ có ngọc văn bên cạnh nàng ấy mà ngọc văn sẽ không vô duyên vô cớ hại chủ tử của mình trừ khi có người hứa hẹn nàng ta mới phản chủ vậy sao ngươi biết là ta bởi vì thời điểm ta sinh non hứa ấu lăng dẫn theo ngọc văn tới thăm ta khi ấy ta phát hiện trên ngọc lăng đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy với lương bổng của nàng ta chắc chắn không mua nổi món đồ như vậy mà trùng hợp ta ngẩng đầu nhìn nàng ta ta từng ở trọng hoa điện hầu hạ ngươi một thời gian quả nhiên thông minh hơn người khó trách ngươi lại dễ dàng diệt trừ liễu ngưng yên như thế vừa nghe thân nhu nhắc tới liễu ngưng yên ta lập tức cứng đờ ta quả thật đoán được việc kẻ hại ta đêm nay sẽ đến nhưng ta không đoán được nàng ta rốt cuộc muốn làm gì tuy vụ án của hứa ấu lăng ta có thể đoán được ngọn nguồn nhưng trong tay lại không có chứng cứ chỉ cần nàng ta không tới bản thân ta sẽ rơi vào đường cùng nhưng vì sao nàng ta vẫn tới ta trầm giọng hỏi ngươi tới rốt cuộc để làm gì nàng ta mỉm cười ta tới để cho ngươi xem một thứ nói rồi một tay nàng ta vói vào trong tay áo còn lại chậm rãi lấy ra một thứ mà khi ta vừa thấy máu chảy trong người như muốn ngừng lại thứ trong tay thân nhu chính là thẻ bài trước đây liễu ngưng yên từng dùng để áp chế ta. Thẻ bài bị trộn vẫn luôn là cái gai trong lòng, dù thế nào ta cũng không ngờ nó sẽ rơi vào tay thân nhu. Vừa thấy sắc mặt ta thay đổi, nụ cười của thân nhu càng diễm lệ. Liễu ngưng yên là loại người gì bổn cung và ngươi đều hiểu rõ, nàng ta có thể dám dùng sắc mê hoặc hoàng thượng, nhưng việc mưu hại hứa ấu lăng nàng ta vẫn chưa đủ bản lĩnh. Do vậy buổi tối trước khi nàng ta bị đánh chết, bổn cung đã tới nhà lao gặp nàng ta. Nói tới đây, nàng ta cười lạnh, chắc chắn ngươi không ngờ trước khi liễu ngưng yên chết quan bổn cung đã đi thẩm vấn nàng ta, đúng thì nàng ta gật đầu, sai thì lắc đầu, cả người ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng biết việc hoàng đế đánh chết liễu ngưng yên được giải quyết sạch sẽ lưu loát, nhưng đêm nay thân nhu đã có thể tới gặp ta, vậy khi ấy nàng ta cũng sẽ có cách để gặp liễu ngưng yên. Bổn cung đã hỏi chuyện nàng ta cả đêm, hỏi đến cuối cùng, bổn cung hỏi ra được một chuyện rất thú vị nhan kinh doanh ngươi hại nàng ta ngươi không chỉ hại nàng ta ngươi còn giết người dưới ánh nến sắc mặt ta trắng bệch như tờ giấy tay đặt trên bàn run rẩy liên tục những năm gần đây trong cung hay có những cung nữ vô cớ mất tích cũng có những vụ án chết không đối chứng cho nên bổn cung đã phái người đi lục soát đồ của nàng ta xem có dấu vết gì để lại không cuối cùng ta phát hiện thứ này tới đây nàng ta chậm rãi đưa thẻ bài lên đọc cái tên khắc trên đó nhan kinh doanh Ba chữ này như ba cây kim thiêu đỏ đâm thẳng vào trái tim ta, khiến ta đau đến toàn thân run rẩy, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đọc xong cái tên này, thân nhu lại nhìn gương mặt trắng bệch của ta dưới ánh nến, cười lạnh, đúng là tên hay, vừa nghe liền cảm thấy đây là mỹ nhân, chắc hẳn là một nữ nhân nhu nhược đáng thương rất được lòng nam tử. Nhưng nàng ấy lại không thể tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Bổn cung đã sai người đến chùa tường hình tra xét, phát hiện cái tên này vốn là một cung nữ nên vào cung 7 năm trước cũng tới từ thuộc trung như ngươi nhưng nàng ấy lại chết giữa đường không có nhân chứng không có vật chứng ngay cả thi thể cũng không có chỉ để lại một bộ xiêm y đầu máu bên vách núi quản sự lúc đó sợ chậm trễ vào cung sẽ bị trách phạt nên kết án qua loa đưa ngươi và liễu ngưng yên còn cả tống du nhi cùng tiến cung nàng ta nói một câu trái tim ta trầm xuống một phần những chuyện xưa phủ đầy bụi như ác mộng ấy cứ thế mà bị thời gian làm rõ từng chút từng chút từ từ hiện lên trước mắt, cơn ác mộng này thì ra vẫn chưa từng tỉnh, mà lời thân nhu nói còn đang vang vọng bên tai như tiếng cào thét xuyên qua ác mộng, mà thú vị hơn chính là nữ nhân kia họ Nhan, ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, nàng ta thản nhiên nhìn thẻ bài, nói: "Nếu trí nhớ của ngươi không quá tệ thì hẳn vẫn còn nhớ trong ngày ngươi được sách phong bổn cung đã nói thuộc trung có rất nhiều đại gia tộc, ngoại trừ gia tộc của Triệu Liệt hoàng hậu Tiết thị thì còn một thế lực lớn hơn nữa." Tay ta nắm chặt góc áo, "Thì sao?" bổn cung nhớ 7 năm trước triều đình và thổ ti lớn nhỏ ở Tây Xuyên từng đánh nhau một trận, mà kẻ cung cấp tất cả quân chiến đấu chính là Nhan Gia. Có thể nói trận chiến ấy là Nhan Gia đánh với triều đình, triều đình triệu tập hơn nửa quân đội phương Bắc mới miễn cưỡng giành chiến thắng, người thuộc cầu hòa, tiến cống rất nhiều người và báo vật, cung nữ kia hẳn đi cùng đoàn tiến cống, cung nữ kia chưa tiến cung đã chết, nhưng triều đình lại không muốn có tranh chấp với người thuộc, vì vậy vụ án này chấm dứt qua loa bí mật không phát tan, cứ coi như nàng ấy còn đang ở trong cung hầu hạ, Thân Nhu lạnh lùng nhìn ta, nếu nàng ấy họ Nhan, vậy trên người nàng ấy hẳn có rất nhiều thứ đáng giá, nhưng theo ký lục ở chùa Tường Hình, sau khi nàng ấy chết toàn bộ gia sản và đồ quý giá của nàng ấy đều không thấy đâu, do vậy bị hoài nghi có kẻ vì tiền tài mà giết người, tay nắm chặt dần buông lỏng, Thân Nhu nói tiếp, nhưng điều bổn cung thấy hứng thú chính là chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ vì tiền tài mà giết nữ nhân kia sao? Ta vừa mới bình tĩnh hơi thở lại lần nữa hỗn loạn, đầu ngón tay run rẩy đến co rút. Ta cắn răng ép bản thân không nghĩ nhiều, nhưng tiếng nghiến răng như vậy ở đêm khuya an tĩnh càng phá lệ rõ ràng, thân nhu cười ngọt ngào, hay là còn nguyên nhân nào khác? Ta trầm mặt một lúc, sau đó nhìn thẻ bài kia, đêm nay ngươi tới, mục đích chắc không phải để biết chân tướng việc đó đúng không? Sự việc đã qua 7 năm chưa chắc đã ra ra, nàng ta có được thẻ bài cũng đã một thời gian nếu thật sự muốn điều tra thì sớm đã làm lớn rồi không thể một chút tiếng động cũng không có nàng ta tới chẳng qua để ước lượng thẻ bài này xem ta có thể thỏa hiệp đến mức độ nào mà thôi vậy ngươi cũng biết ta tới tìm ngươi để làm gì đúng không cho dù ngươi nói ra việc này chưa chắc hoàng thượng đã tin ngươi ngươi cho rằng hoàng thượng tin ngươi đến vậy sao ta cứng đờ nhạc thanh anh Hoàng thượng có thể giữ lại trăm nữ nhân không tốt bên cạnh nhưng sẽ không để loại nữ nhân đến chết cũng khiến người ta không thể nhìn thấu như ngươi ở bên cạnh. Lời nàng ta nói là điều chính ta cũng hiểu nhưng lại không muốn đối mặt. Có điều khi đã trải qua, ta bỗng phát hiện việc này không khó như vậy. Ta trầm mặt ngồi một lát, cảm giác trên cơ thể có lại chút sức lực, do vậy chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt nàng ta, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Việc ta sinh non cũng do ngươi đúng không? Lần này đến phiên thân nhu im lặng, đôi mắt kia hơi hiếp lại ngươi biết ta không trả lời chỉ nhìn nàng ta dù khi ấy ta đau thế nào thì dù sao cũng đã qua rồi nước mắt đã từng cho rằng sẽ rơi không bao giờ ngừng cũng đã khô cạn một khi con người bình tĩnh lại rất nhiều chuyện sẽ thông suốt hơn thời điểm phẫn nộ cùng bi thương nàng ta biết cái chết của liễu ngưng yên do một tay ta tạo thành hơn nữa trải qua việc điểm tâm của hứa ấu lăng nàng ta nhất định biết ta có nghiên cứu về dược lý thuốc tầm thường có thể sẽ bị ta phát hiện, nhưng nếu bỏ thuốc khiến người ta sinh non vào pháo hoa, mùi lưu huỳnh che lấp mùi dược liệu thì khác, do đó khoảng thời gian ta mới động thai, mà cũng chính lúc ấy là thời điểm quan hệ giữa ta và bùi nguyên hạo lạnh đi, ta cũng quy sức khỏe không tốt về tầm thường, nhưng đêm đó ở thính âm các rõ ràng không phải nguyệt sự của nàng ta, nhưng nàng ta lại dùng cớ này uyển chuyển từ chối bùi nguyên hạo, hơn nữa đã uống chút rượu, bùi nguyên hạo liền đến phương thảo đường của ta, sau đó, nghe ta phân tích thân nhu khá bất ngờ ngươi thế mà đoán được tất cả quả nhiên là ngươi ta nghiến răng phẫn nộ đến hận không thể lột da róc xương ăn thịt uống máu nàng ta nhưng như vậy vẫn không đủ con của ta con của ta sẽ không thể trở về cảm giác toàn thân ta run rẩy đôi mắt sung huyết đỏ lên nàng ta cũng hoảng loạn dường như đang lo ta sẽ đua đến cá chết lưới rách với mình nhưng khi nhìn thẻ bài kia ta lại ép bản thân không thể không tỉnh táo bề ngoài có vẻ không có gì, nhưng ngũ phủ lục tạng của ta lại dày vò như bị lửa đốt. Thân nhu đột nhiên cười lạnh, có điều ta muốn nói ngươi biết hại chết con ngươi không phải ta. Ta nhìn nàng chầm chầm, ngươi còn muốn chống chế, nàng ta thản nhiên cười, ngươi có biết hứa ấu lăng chết thế nào không? Túi thuốc kia quả thật có tác dụng trợ sản lưu thông má, cho nên thời điểm xuất huyết nhiều khi sinh, ngay cả thái y và bà đỡ đều luống cuốn tay chân, nhưng nếu nàng ta chịu cầm máu ngay lập tức, tính mạng có thể giữ lại, nhưng hài tử rất có khả năng sẽ khó thở mà chết tự nàng ta kiên trì không chịu cầm máu muốn sinh hài tử ra trước hài tử chào đời rồi máu của nàng ta cũng cạn nàng ta dùng mạng của chính mình bảo vệ con của nàng ta ta ngây ngốc nhìn thân nhu không ngờ hứa ấu lăng đã chết như thế rõ ràng nàng ấy có thể sống nhưng vì hài tử trong bụng nàng ấy thà hy sinh chính mình ta theo bản năng nhớ lại nụ cười của nữ tử tái nhợt khi nằm trên giường kia nàng ấy nhu nhược nhưng lại có ý chí như vậy, thân nhu nói tiếp, mà ngươi. Thuốc trong pháo hoa không hề nặng, chẳng qua là ít dược vật trợ sản, sẽ không hại mạng người. Ta từ chối hoàng thượng, nếu ngài ấy không tới phương thảo đường, không ai có thể ép ngài ấy tới, ngài ấy tới phương thảo đường, nếu ngài ấy không chạm vào ngươi, ngươi chưa chắc đã sinh non, sắc mặt ta càng ngày càng tái nhợt, đêm hôm đó, máu tươi hôm đó ta không dám nghĩ lại, cho dù sâu trong nội tâm cũng không dám động vào, nhưng thời điểm nghe nàng ta nhắc lại, tất cả liền hiện ra trước mắt, ta rõ ràng có thể kiên trì, nhưng thời điểm nghe hắn gọi cái tên kia, tất cả kiên trì của ta lập tức biến mất. Nhớ lại đêm đó, máu trong người không ngừng trào ra nhuộm đỏ toàn bộ giường đệm, ta không có cách nào, chỉ biết nằm run rẩy trong lòng hắn, sau đó, ta cứ thế mà mất hài tử, thân nhu đi đến trước mặt ta, gần từng chữ, Nhạc Thanh Anh, là bản thân ngươi vô năng tự hại chết con mình. Trời sáng, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào, bọn ngô ma ma cẩn thận mở cửa, vừa thấy liền hoảng sợ. Tài nhân, sao người? Người ngồi đây suốt một đêm sao? Tài nhân, người sao vậy? Bọn họ đều vội vàng vây lại, rót nước ấm cho ta, bảo ta về giường nghỉ ngơi. Ta nhìn ba người bọn họ, nói, các ngươi, còn chưa hết câu, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, càng ngày càng gần ta ngẩng đầu liền thấy một công công của nội thị dám chạy tới phía sau còn có thị vệ trông coi đi theo bọn ngô ma ma giật mình lập tức đi tới cửa các ngươi vào đây làm gì công công kia vẫn cung kính hành lễ với ta nhưng sắc mặt lại âm trầm tài nhân bọn nô tài phát hiện ít dược liệu chưa được đốt sạch ở bếp nhỏ của phương thảo đường hoàng hậu nương nương muốn người bây giờ tới cảnh nhân cung giải thích vừa nghe vậy ba người ngô ma ma đều sợ hãi sao có thể dược liệu gì bọn ta không có đồ như vậy ba người họ nôn nóng cãi cọ công công kia chỉ cười ma ma hai vị cô nương có gì thì chờ tới cảnh nhân cung rồi nói ta không nói gì chậm rãi đứng dậy đang muốn đi theo họ đột nhiên nhớ tới một chuyện hoàng thượng đang ở đâu hoàng thượng đang ở đâu công công kia nhíu mày liếc nhìn ta có lẽ gã đoán ta vẫn còn hy vọng cứu vãn gì đó muốn xin tha vì thế thiếu kiên nhẫn nói hoàng thượng đang ở ngự thư phòng thương nghị với thái phó đại nhân không rảnh quan tâm đến mấy việc nhỏ này ở hậu cung thì ra bùi nguyên hạo còn ở ngự thư phòng ta thở vào thật ra ta không hy vọng hắn tới chỉ sợ hắn sẽ tới hắn là người hoài nghi và cảnh giác với mọi việc bất cứ dấu vết gì cũng không thoát khỏi đôi mắt của hắn mà chuyện này ta chỉ mong sẽ chấm dứt ngay hôm nay vì thế ta gật đầu công công ra ngoài chờ ta trước ta thu dọn một lát rồi ra ngày tuy rằng gã có vẻ chán ghét nhưng ta dù sao vẫn là tài nhân cũng không thể cho ta mặt mũi do đó thúc giục hai tiếng liền ra ngoài lúc này ba người ngô ma ma đều chạy tới hai mắt thủy tú đã đỏ ửng tài nhân phải làm sao đây sao lại có dược liệu ở bếp nhỏ có kẻ hãm hại chúng ta đúng không ta không muốn nhiều lời chỉ nói nếu ngươi chết hay muốn ta chết thì cứ ăn nói lung tung đi thủy tú sửng sốt mở to hai mắt nhìn ta ta tiếp tục nếu ngươi sống muốn ta được giải oan, hôm nay đừng nói gì cả, nhớ lấy, dám nói một chữ, ta sẽ lấy mạng ngươi, ta không hề tỏ vẻ nghiêm khắc, nói chuyện cũng hết sức bình tĩnh, nhưng những lời này vẫn dọa thủy tú đến sắc mặt trắng bệch, bọn ngô ma ma cũng sợ ngây người, qua hồi lâu mới ngây ngốc gật đầu, nô, nô tỳ biết rồi, được rồi, đi cùng ta, ta vươn tay, thủy tú run rẩy đỡ ta ra ngoài. Công công kia thấy chúng ta đã ra chỉ vung phất trần, vội dẫn chúng ta đi lần này không có cổ kiệu trong nắng sớm chúng ta tới cảnh nhân cung không ngờ ở đây lại đông đủ như vậy trong đại đường to rộng mọi người vẫn ngồi ngay ngắn phi tầng hai bên từng người an tọa trên những gương mặt dày đặc son phấn ấy hoặc là khinh thường hoặc là oán giận hay châm chọc vô cùng sinh động mà trong đó có một gương mặt kiều diễm giống với mọi người nàng ta cũng đang chờ kịch vui điểm khác biệt duy nhất chính là vở kịch này nàng ta sớm đã biết kết cục ta chậm rãi bước lên phía trước quỳ xuống hành lễ với Thường Tình, thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương. Lần này Thường Tình không cho bình thân, ta chỉ có thể quỳ ở đó. Nàng nhìn ta một lúc, lên tiếng, "Nhạc tài nhân, hôm qua ngươi nói túi thuốc kia không phải của Phương Thảo Đường đúng không?" Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ quỳ. "Vậy ngươi giải thích xem tại sao quản sự lại tìm được mấy thứ này trong bếp lò ở bếp nhỏ của Phương Thảo Đường?" Dứt lời, nàng phất tay, khấu nhi bưng một mâm gỗ đi tới, bên trong là đống tro bếp, nhưng nhìn kỹ lại trong đó còn lẫn ít dược liệu có cái đã bị thiêu rụi có cái vẫn còn một chút đúng là dược liệu giống trong túi thuốc kia ngươi có gì muốn giải thích không thần thiếp không có gì để giải thích thời điểm ta nhàn nhạt nói lời này người xung quanh đều kinh ngạc dường như đều không ngờ ta sẽ nhanh nhận tội như vậy ngay cả trên gương mặt bình tĩnh của thường tình cũng thoáng qua một tia gợn sóng nàng nhìn ta hỏi nói như vậy ngươi thừa nhận túi thuốc kia do ngươi sai thủy tú bỏ sắc mặt thủy tú trắng bệch ta liếc nhìn nàng đáp là tự thần thiếp bỏ cái gì thường tình ngạc nhiên không thôi thủy tú cũng mở to hai mắt nhìn ta ta thản nhiên nói thần thiếp biết thủy tú định lẻn vào cảnh nhân cung thả chuột thần thiếp đi ngay sau nàng ấy do vậy mọi người chỉ nhìn thấy thủy tú không phát hiện thần thiếp túi thuốc này tự tay thần thiếp là cũng tự tay thần thiếp bỏ tài nhân thủy tú sợ hãi vừa định nói gì đó ta lạnh lùng liếc nhìn nàng ấy nàng ấy lập tức ngậm miệng thường tình nhíu mày thật sự là ngươi đêm đó vào cảnh nhân cung bỏ thủy tú chỉ thả chuột xong việc liền về chuyện này nàng ấy không hề hay biết huống hồ ta quay đầu nhìn ngọc văn đứng nếp một bên có thể hỏi ngọc văn cô nương xem có phải từ ngày đó hứa tiệp dư đã không khỏe rồi không vừa nghe ngọc văn vội vã nói không sai bắt đầu từ hôm đó tiệp dư đã cảm thấy không khỏe hoàng hậu nương nương nàng ta quỳ xuống người nhất định phải làm chủ cho tiệp dư nhạc tài nhân đố kỵ tiệp dư, hạ độc thủ như vậy, tiệp dư chết quan quá, ta thậm chí còn lười nhìn nàng ta, trên gương mặt lạnh nhạt không một cảm xúc, mà phi tần xung quanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sôi nổi chỉ vào ta, giận mắng, đúng là kẻ ngoan độc, hứa tiệp dư tốt như vậy, ngươi thế mà có thể hạ độc thủ, không thể giữ lại ác phụ này trong cung được, đúng vậy, không thể giữ ả, nếu không trong cung này còn ai dám mang thai, mọi người chỉ trích không ngừng. Nhưng thân nhu vốn chờ xem kịch vui lại hơi nhíu mày, có vẻ bất an. Ta quỳ gối giữa phòng, không hề nhúc nhích, Thường Tình chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta một lúc, hỏi: "Ngươi còn gì muốn nói không?" Thần Thiếp không còn gì để nói, Thường Tình lại nhìn mày nhìn ta hồi lâu, mới nói: "Tại nhân nhạc thanh anh đố kỵ thành tính, còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của Ngọc Công công, Hoàng thượng giá lâm, các phi tần vốn đang chờ nghe nàng tuyên án. Có vài người hưng phấn đến ngừng thở, hiện giờ nghe hoàng thượng tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ đều đứng dậy, mà đầu ta vẫn cúi thấp như vậy, thấy một hình bóng cao lớn chậm rãi đi lướt qua ta, thần thiếp bái kiến hoàng thượng, đứng lên đi. Giọng hắn rất trầm, còn hơi khàn khàn, ta nghe tiếng bước chân đi tới dừng ngay phía sau ta, hỏi thường tình, hoàng hậu hỏi chuyện đến đâu rồi, hoàng thượng, tài nhân nhận hết rồi, vậy sao? Nhận hết giọng hắn nhàn nhạt nhưng lại như che giấu điều gì đó dưới lớp bình tĩnh ta theo bản năng quay đầu nhìn hắn sắc mặt hắn tái nhợt trong mắt đầy tơ máu có vẻ đã thức một đêm nhưng thời điểm nhìn ta đôi mắt kia càng đỏ ta bình tĩnh quay đầu đi tiếp tục quỳ thường tình đáp nhạc tài nhân khai túi thuốc kia do nàng bỏ tối đó thời điểm thủy tú lén vào cảnh nhân cung thả chuột nàng đi theo sau thủy tú do vậy người của cảnh nhân cung chỉ thấy thủy tú không phát hiện nàng ấy Ngọc Văn cũng khai bắt đầu từ ngày đó sức khỏe hứa tiệp dư có khác thường, thế à? Hắn nghiền ngẫm, tối đó, vâng, hoàng thượng. Ngọc Văn bò tới, vừa khóc vừa nói, cầu xin hoàng thượng làm chủ cho tiệp dư, hắn không nói gì mà đi đến trước mặt ta, chậm rãi ngồi xuống. Ta vẫn luôn cúi đầu, nhưng hắn lại duỗi tay nắm lấy cầm ta, hơi dùng sức, ta bị hắn ép phải ngẩng đầu, tối đó, ta bình tĩnh nhìn hắn, thần thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ mong được chết để chuộc tội, mong hoàng thượng thành toàn. Nghe ta nói vậy, những người khác thì thôi, thủy tú bên cạnh đã bị dọa cho sắp khóc, tài nhân, tài nhân đừng, ta không nói gì, chỉ bị hắn nâng cầm, hắn vẫn nhìn ta, trong đôi mắt thâm thúy kia nổi lên gợn sóng, nét mắt thoáng run rẩy một cái. Ta thấy hắn nghiến răng, đột nhiên tác ta một cái, bang. Một tiếng giòn vang, ta bị đánh đến ngã xuống đất, tài nhân. Thủy Tú vội bò tới đỡ ta trước mắt ta trắng bệch, mặt nóng rát, khóe miệng cũng như muốn nứt ra. Ta nhẹ nhàng ly ba em mờ, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị máu, nhìn ta, thủy tú khóc giàn dùa, quay đầu dập đầu với bùi nguyên hạo, hoàng thượng, hoàng thượng, cầu xin ngài đừng đánh tài nhân, tất cả đều là lỗi của nô tỳ, hoàng thượng cứ đánh nô tỳ đi, bùi nguyên hạo đứng thẳng người cúi đầu nhìn ta, lạnh nhạt nói, nàng muốn chết. Chết rồi thì xong hết mọi chuyện đúng không? chết rồi nàng sẽ được như ý nguyện đúng không? Trẫm càng không cho nàng chết, ta còn nằm dưới đất, cái tắc kia không hề nghe, bên tai hiện giờ còn vang ầm ầm, nhưng giọng của hắn vẫn rõ ràng như vậy, thu hồi phong hào tài nhân của nàng ấy, biếm vào lãnh cung. Trẫm không cho nàng chết, trẫm phải tra tấn nàng đến cùng, biếm vào lãnh cung, ta khẽ cười. Đám phi tần xung quanh vừa nghe nói ta bị biếm vào lãnh cung, tất cả đều ngơ ngẩn nhìn nhau, nhưng khi nghe đến hai chữ tra tấn trên mặt một vài người lại hiện lên nụ cười lạnh, thường tình nhìn ta, lại nhìn bùi nguyên hạo, thần thiếp lập tức an bài. Nói rồi, nàng vẫy tay với lão thái giám đứng ở cửa, dẫn đi, vâng. Công công kia đi đến, ở trước mặt hoàng đế gã vẫn còn thành thật, vừa không cung kính cũng không hèn mọn, bình tĩnh nói, đi với ta, ta đứng dậy, nhưng cái tác vừa rồi thật sự quá nặng tay, lúc này đầu óc vẫn choáng váng. Thủy Tú vội đỡ lấy ta, ta vừa bước một bước, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hắn, hoàng thượng, thần thiếp còn một thỉnh cầu, hắn nhìn ta, nàng còn thỉnh cầu gì, thần thiếp muốn gặp hài tử của hứa tiệp dư, nghe câu trả lời của ta, hắn và thường tình đều sửng sốt, đám phi tần xung quanh thì như nổ tung, việc này sao được, đúng vậy, hứa tiệp dư bị loại độc phụ này hại chết, hiện giờ ả còn muốn gặp hài tử, loại người này hài tử mà thấy đều sẽ sợ hãi, ở trong cung lâu ngày, ta sớm đã học được cách bỏ ngoài tai những lời nghị luận hắn nhíu mày lạnh lùng nói lui xuống hết đi chúng phi tần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ánh mắt khác thường nhưng bọn họ không dám nhiều lời sau khi hành lễ với hắn và thường tình liền lui xuống ta đứng đưa lưng về phía họ nghe từng đợt hương son phấn dần phiêu xa xung quanh chỉ còn lại sự lạnh lẽo bùi nguyên hạo quay đầu nhìn thường tình đi gặp đại hoàng tử mãi đến lúc này ta mới biết hứa ấu lăng sinh nam hài theo bản năng nhớ lại thời điểm ta còn là cung nữ bên cạnh nàng ấy chúng ta nói đến tương lai nàng ấy sẽ sinh nam hài hay nữ hài vì không muốn trì hoãn tiền đồ của hài tử muốn cho hài tử một cuộc sống bình an nữ nhân nhu nhược đến mức không thể tự bảo vệ mình kia thà rằng bản thân sinh một nữ nhi nhưng hiện tại nàng ấy lại sinh được hoàng tử đầu tiên của thiên triều cốt nhục thân sinh đầu tiên của bùi nguyên hạo nhưng lại không có cách nào nhìn hài tử của mình vượt qua cuộc đời nhấp nhô vốn đã chú định này còn ta con ta đâu ta đặt tay lên bụng đứa nhỏ này còn chưa chào đời đã sớm đang cực lạc, nó có phải chỉ đau một lần là tránh được đau khổ một đời không? Lúc này, chúng ta đã đến trước nội thất, thường tình dẫn ta vào. Vừa vào liền cảm nhận được địa long đốt bên trong rất nóng, trong bầu không khí ấm áp tràn ngập nhũ hương. Cung nữ và bà vú vội đi ra hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu, vừa ngẩng đầu liền thấy một cục bột nằm trong tả lót hơi chuyển động trên giường, ta hoảng hốt nhìn, theo bản năng đi qua. Thường tình muốn đuổi theo, nhưng lúc này bùi nguyên hạo đã đi tới nàng nghĩ nghĩ quyết định ở lại gian ngoài nhẹ giọng hỏi bà tử chuyện của hài tử mãi đến khi tới bên mép giường ta mới thấy rõ gương mặt hồng nhăn nhúng như con mèo nhỏ vừa lột da hai đôi mắt nhắm chặt cái mũi hồng hồng bên dưới là cái miệng nhỏ hơi chua ra đây là con của nàng ấy hiện tại một loại cảm xúc chua xót khó nói nên lời dâng lên đồng thời cũng tràn ngập thương yêu ta nhẹ nhàng cúi người nhìn nó có vẻ cảm nhận được, hài tử run rẩy nước nở một tiếng, ta tưởng nó muốn khóc, theo bản năng muốn duỗi tay ôm nó, nhưng hài tử nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt đen nhánh như đêm sâu, nhưng khi ánh nắng chiếu vào lại có thể nhìn thấy sự trong trẻo trong đấy. Nó rõ ràng chỉ là hài tử không biết gì nhưng chỉ một cái nhìn lại có người ta cảm giác linh hồn bị đôi mắt trước mặt nhìn thấu, ta nhìn nó tới ngây ngốc. Lúc này, hài tử cũng ngơ ngác nhìn ta, đột nhiên nhếch miệng, nó cười, ta khiếp sợ, mà bùi nguyên hạo nhìn thấy cũng kinh hãi, nhìn hài tử, lại nhìn ta, đứa nhỏ này giống ai vậy? Hứa ấu lăng sao? Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhưng từ cung mày, còn cả khóe mắt dài của nó hình như giống. Giống nam nhân bên cạnh, là con của hắn, đương nhiên giống hắn, nếu hài tử của ta không chết, có thể thuận lợi chào đời, liệu có được như thế này không? Cung mi đẹp, khóe mắt dài, mũi đỏ rực còn có cái miệng tròn tròn, liệu có giống hắn hết không? Có khi nào có vài điểm cũng giống ta không? Ta không nhịn được mà nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn ta, con người lạnh lùng khi nãy đã không còn, mà sắc mặt ta không còn đóng băng, đôi mắt càng ngày càng nóng như sẽ khóc ngay sau đó, ta đứng thẳng người, hành lễ với hắn, thần. Nô tỳ cáo lui, dứt lời, không nhìn hắn thêm giây phút nào cả, ta xoay người ra ngoài, thời điểm đi ngang qua Thường Tình cũng hành lễ với nàng ấy nàng ấy chỉ gật đầu, không nói gì cả, nhưng vị công công đứng ở cửa lại cảm nhận được điều khác thường, thời điểm tiến lên nên đón ta thái độ không quá căng thẳng, ra ngoài, ấm áp trong phòng mất đi, gió lạnh thổi tới, ta đứng đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, rõ ràng đã là mùa xuân mà, mùa xuân vốn dĩ chỉ có mưa nhỏ tí tách, nhưng thời điểm chúng ta đến lãnh cung, trời lại đổ mưa to, màn mưa màu xám bạc trước mắt che đậy mọi thứ, chỉ mơ hồ nhìn thấy tường cao cùng phòng ở, mưa rơi, mùi đất rõ rệt, thật ra ta thích mùi này hơn mùi son phấn, chẳng qua hoàn cảnh hiện giờ khiến người ta cảm thấy chật vật mà thôi. Ta cầm ô đi được nửa đường, cả người đã ướt đẫm, tay nải trong tay cũng ướt. Thủy Tú vội bung dù cho ta, tài nhân, cứ để nô tỳ sách đồ đi, ta cau mày nhìn nàng ấy, con mắt nào của ngươi thấy chỗ này có tài nhân vậy, dạ. Nàng sửng sốt, ngô ma ma đi tới vỗ vai nàng, còn gọi bậy nếu để người ngoài nghe thấy thì lại gặp phiền phức đấy, vâng. Nàng thè lưỡi, vẫn muốn sách tay nải giúp ta, vậy cô nương, để nô tỳ giúp người cầm cái này, ta bất lực nhìn nàng ấy, lại nhìn ngô ma ma, duỗi tay cầm lấy ô, lại gần đây, ta biết trong chuyện lần này người khó chịu nhất là nàng ấy, ta thậm chí còn bảo ngô ma ma mắng nàng ấy, nhưng nhìn bộ dáng ta hiện giờ, nàng ấy vẫn ấy nấy. Có điều vết thương dù đau thế nào cũng sẽ kết sẹo, vì thế ta không nói nữa mọi người chật vật đi về hướng lãnh cung vừa bước vào viện liền nhìn thấy một bóng người ta nhìn kỹ thế mà là tiền ma ma tiền ma ma ta sửng sốt vội đi đến quả nhiên là bà đang cầm ô đứng đó bà có vẻ tức giận nhưng khi nhìn ta lại lộ vẻ đau lòng ngươi đúng là nhớ thương ta hả ta không biết nói gì chỉ có thể miễn cưỡng cười tiền ma ma lại nhìn phía sau ta nhíu mày còn chưa chết à ngươi còn chưa chết sao ta nỡ chết trước được ta quay đầu là ngô ma ma hai người họ đứng trong mưa không ai chịu yếu thế thật ra thời điểm ngô ma ma nấu nước cơm cho ta ta đã mơ hồ đoán được bà ấy hẳn là người từng hầu hạ triệu liệt hoàng hậu hiện giờ thấy bà và tiền ma ma như vậy ta càng chắc chắn chẳng qua tính tình hai lão nhân trẻ con như vậy đúng là khiến người ta buồn cười thủy tú vội nói hay là để để cô nương vào trong trước đi đừng để dầm mưa quá lâu hai người họ hoàng hồn vội vàng vào trong phòng do nội thị giam sắp xếp, bên trong chỉ quét tước một chút, vẫn còn mùi mốc nhẹ nhẹ. Thủy Tú vừa vào liền nhíu mày, nơi thế này sao người ở được, tiền ma ma nghe thế lập tức tỏ vẻ không vui, không thể ở. Ngươi tưởng các ngươi là ai, quý phi nương nương à, Thủy Tú biểu môi, ta khẽ cười, bản thân vốn đã quen với tiền ma ma độc miệng, nhưng còn Thủy Tú chắc vẫn phải kiên nhẫn thêm một thời gian. Ta nhận tay nải trong tay nàng ấy, nhẹ giọng, được rồi, đi xem phòng của mình đi. Lần này ta bị biếm vào lãnh cung, phong hào tài nhân bị tước bỏ, chỉ là một cung tỳ bình thường, sẽ không có người hầu hạ. Thủy tú thân mang tội vốn đánh vài bản tử là xong, nhưng cũng vì chuyện này mà bị đầy tới lãnh cung. Còn về tiểu ngọc ta không cho nàng ấy đi theo, ngô ma ma thì tự đến trước mặt hoàng hậu thỉnh tội, nói bản thân là lão nhân trong cung lại không thể khuyên can chủ tử thận trọng từ lời nói đến việc làm nên mới gây ra tai họa như vậy, tự xin tới lãnh cung. Tuy mọi người cùng tới nhưng thân phận lại giống ta, cũng có phòng riêng của mình. Thủy Tú nói, không cần, để nô tỳ thu dọn cho cô nương trước rồi tính, ngươi. Ta cao mày, tiến lên một bước muốn nói gì đó, đột nhiên chóng mặt thiếu chút ngã xuống, bọn ngô ma ma vội đỡ ta, cô nương sao vậy, tiền ma ma cầm tay ta, bật thốt lên, sao tay lại lạnh thế, sức khỏe ta vốn dĩ không tốt, lần này chỉ sợ, ta biết từ khi sinh non bệnh căng không dứt, vốn cần tỉnh dưỡng thật tốt, nhưng lại gặp chuyện của hứa ấu lăng, buổi tối bị gọi đi hỏi chuyện, lại thức một đêm, vừa rồi còn mắc mưa, không bệnh mới lạ, bọn họ hầu hạ ta thay sim y, lau khô người và tóc rồi lên giường nghỉ ngơi. Thủy Tú còn muốn thu dọn phòng cho ta, ta mệt mỏi nói, về phòng đi. Ngươi ồn ào như vậy sao ta ngủ được, ngô ma ma và tiền ma ma lập tức kéo nàng ấy ra ngoài, nói mệt thì đúng là mệt thật, mấy ngày nay tâm thần và thể xác ta đều mệt, thậm chí còn rã rời hơn thời điểm ở Dương Châu, nhưng thẻ bài còn nằm trong tay thân nhu, điều đó chẳng khác nào mạng ta nằm trong tay nàng ấy, nếu làm lớn chuyện, không biết bản thân lại gặp kiếp nạn gì, ta run rẩy, trán nóng lên, đầu óc cũng mơ màng, trời bên ngoài vẫn đổ mưa, ta cuộn tròn trong chăn, thiếp đi, ngủ một giấc tỉnh dậy, bên tai vang tới tiếng nước nhỏ giọt, cẩn thận nghe, mưa tạnh rồi, là tiếng nước còn đóng trên mái hiên nhỏ xuống, ta nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đen nhánh đã vào đêm, cơ thể có hơi đau nhức, hơi thở cũng nóng rực, ta biết mình đang sốt, trên trán còn đắp khăn lạnh, miệng khô khốc không nói gì được gì, ta cố hết sức ngồi dậy, dựa vào đầu giường thở hổn hển một lát mới đỡ tường miễn cưỡng đứng dậy, đang muốn đi rút nước, lại phát hiện trăng bên ngoài sáng trưng, trong viện còn hai người, ngô ma ma và tiền ma ma, nếu bọn họ đều từng hầu hạ triệu liệt hoàng hậu, quan hệ chắc chắn hẳn không tệ, cũng nên có nhiều điều muốn nói, ta uống ngụm trà, đang định về giường tiếp tục nghỉ ngơi thì nghe tiếng của ngô Mama ma từ bên ngoài truyền tới. Người nói thật cho ta biết, hài tử kia hoàng hậu rốt cuộc có sinh ra không? Hài tử kia, ta hơi chóng mặt, mơ màng nghĩ. Hài tử gì? Hài tử của triệu liệt hoàng hậu không nên là hoàng trưởng tử trước đây, cũng chính là hoàng trưởng tử nguyên thần trong chiếu thư truyền ngôi của Thái Thượng Hô Sô, đã truyền ngôi cho hắn rồi, sao có thể không sinh ra, có điều nếu đã chào đời thì người đâu. Ta nghe tiền Mama ma nghẹn ngào nói, lửa lớn như thế, dập lửa còn hy sinh nhiều người như vậy, tuy hoàng hậu không bị thiêu chết nhưng vẫn bị ngạt thở, hài tử có chào đời hay không ngươi nói thử xem, nghe tới đây, ta không khỏi cả kinh, lòng bàn tay rồng rồng mồ hôi lạnh, từ lâu ta đã biết đến triệu liệt hoàng hậu, cũng từ chỗ Bùi Nguyên Hạo và Dương Vân Huy nghe được vài câu chuyện, ngoài ra có thể từ thái độ của Hoàng Thái Hậu đón được tính cách của bà ấy việc nữ nhân được sủng ái trong ba ngàn giai lệ này cuối cùng chết trong lửa lớn không nguyên nhân ta có nghe nói nhưng dù thế nào ta cũng không ngờ bà ấy chết vì tắt thở hơn nữa ngay tại thời điểm hoài hài tử đúng là quá bi thảm một khi đã vậy sao thái thượng hoàng lại viết chiếu thư truyền ngôi cho hoàng trưởng tử hơn nữa cái tên nguyên thần rõ ràng là tên ngài ấy và triệu liệt hoàng hậu cùng nghĩ ra để đặt cho hoàng trưởng tử ta cũng nghe nói về chiếu thư kia nhưng tận mắt ta nhìn thấy thi thể của hoàng hậu, cũng tận mắt nhìn bà nhập liệm. Mẫu thân còn chết thảm như vậy, một hài tử chưa chào đời làm sao sống được, vậy. Rốt cuộc là chuyện thế nào, ta cũng không biết, tóm lại hài tử chưa chào đời, thai chết trong bụng, càng nghe ta càng khiếp sợ, dù thế nào ta cũng không ngờ hài tử thế mà chưa chào đời, cứ vậy mà chết trong bụng. Nhưng nếu hài tử chưa chào đời, tại sao Thái Thượng Hoàng lại hạ chiếu thư truyền ngôi cho một hoàng trưởng tử căn bản không hề tồn tại, đây rốt cuộc là chuyện gì, nói tới đây, hai mắt tiền ma ma càng đỏ, lửa lớn hôm đó hiện giờ còn xuất hiện trong mộng của ta, có chết cũng không quên được, ai mà quên được chứ. Ngô ma ma cũng nghẹn ngào, tính cách của hoàng hậu quả thật khiến người ta không quên được, hai người trầm mặt một lát, xoa mắt, tiền ma ma như nhớ tới gì đó, bỗng nói, nhắc đến tính cách ngươi có cảm thấy có người rất giống hoàng hậu không ngươi cũng phát hiện ngô ma ma ngẩng đầu nhìn bà ấy hai mắt sáng rực nha đầu này đúng là hiếm thấy có đôi khi ta thật sự cảm thấy nàng ấy chính là triệu liệt hoàng hậu hồi hồn đúng vậy ta cũng có cảm giác như thế mỗi lần nhìn nàng ấy đều như gặp lại hoàng hậu tiền ma ma khẽ cười có điều nàng ấy vẫn có chỗ không giống hoàng hậu nàng ấy quật cường hơn nhiều Trước đây dù hoàng hậu như thế nhưng vẫn biết cách chịu thua thái thượng hoàng, còn nha đầu này, có vẻ hơi cứng đầu, cũng không biết tại sao, ta không thể bỏ rơi nàng ấy. Ánh mắt tiền ma ma lộ sự đau thương, nàng ấy giống hệt hoàng hậu, cho dù hận cũng khiến người ta không thể quên được. Nếu không, bao nhiêu năm qua thái hậu cũng đã không nhớ tình tỉ muội ngày trước, tỉ muội Ta không khỏi nghi ngờ. Mấy lần nhắc tới triệu liệt hoàng hậu, trong mắt thái hậu đều tràn ngập quán hận, lời nói cũng chứa đầy hận ý không thể tiêu tan. Bọn họ sao lại là tỉ muội? nếu đúng là vậy, người đã chết rồi, tại sao bà ấy còn oán hận nhiều đến thế, trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng biết đây đã là chuyện của quá khứ, cho dù khai cuộc chân tướng bản thân cũng không có lợi, có lẽ vì đang bệnh, đầu óc không thể tỉnh táo khiến ta suy nghĩ suốt đêm, ta nghĩ đến triệu liệt hoàng hậu chết thảm, nghĩ đến hoàng thái hậu buồn giận khó bình, nghĩ đến hoàng trưởng tử nguyên thần thai chết trong bụng kia. Trong hoàng cung này rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện thương tâm, bao nhiêu người thương tâm chứ. Một đêm không ngủ, sáng hôm sau ta mới phát hiện mình sốt cao hơn, cả người như bị đào rỗng, mềm như bông nằm trên giường. Thủy Tú bị dọa sợ, ghé vào giường, khóc lóc nhìn ta, cô nương, người rốt cuộc bị sao vậy, ta quể oải cười, còn chưa chết, khóc cái gì, nhưng người, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khá lên thôi, ta biết mình sinh non, thời gian sau còn bị dày vò để lại bệnh căng cần phải tĩnh dưỡng nhưng lãnh cung quả thật không phải nơi dưỡng bệnh thích hợp tiền ma ma đương nhiên sẽ không cắt xén chi tiêu của ta nhưng lãnh cung vẫn là lãnh cung thiếu thứ này thứ kia là chuyện bình thường thái y cũng không thể tới cứ vậy sức khỏe ta càng ngày càng kém không phải ho ra máu thì là hàng chứng không có ngày nào khỏe lại thủy tú không hiểu ngày nào cũng nấu thuốc cho ta nhưng từ ánh mắt hồng hồng của ngô ma ma ta nhìn ra được bản thân đã sắp đến lúc tạ thế, có điều ngay lúc này, bản thân ta không còn gì không cam lòng nữa. Ta hơn 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ đã đi qua, khổ đã chịu, phúc cũng đã hưởng, từng yêu từng hận, điều tiếc nuối duy nhất. Ta ngẩng đầu nhìn tường cung cao vời vợi, có lẽ đến lúc chết cũng không thoát khỏi nhà giam này. Thủy Tú cầm hộp đồ ăn từ bên ngoài trở về, vừa thấy ta đứng bên cửa, lập tức chạy tới, "Cô nương, sao người lại ra đây?" bên ngoài có gió, không sao, nằm nhiều cứ có cảm giác bệnh nặng. Ta cười cười, xuống giường đi lại có lẽ sẽ khá hơn một chút, để nô tỳ đi lấy thêm sim y cho người. Nói rồi, nàng vội vàng vào phòng đặt hộp đồ ăn lên bàn, sau đó cầm trường y khoác thêm cho ta, đỡ ta ra vườn ngồi xuống ghế đá. Lòng nờ dê cực hơi khó chịu nhưng ta không dám nói sợ làm nàng lo lắng, chỉ có thể thầm thở gấp. Sau khi đỡ ta ngồi xuống, nàng ấy lại chạy về phòng lấy hộp đồ ăn, mở ra, Thế mà là mấy món điểm tâm. Ta vừa thấy, lập tức hỏi, từ đâu ra đấy, Tiểu Phúc tử lén đưa cho Nô Tỳ. Ha ha. Thủy Tú cười tới hiếp mắt, "Cô nương, người mau ăn đi, vừa uống thuốc, ăn cái này có thể hòa tan vị cay đắng." Nàng cứ thúc giục ta ăn, nhưng ta hiện giờ hoàn toàn không muốn ăn uống, vì thế cười nói, "Ngươi đang ở lãnh cung, Tiểu Phúc tử còn đối xử với ngươi tốt như vậy, đúng là hiếm thấy." Đương nhiên, Nô Tỳ và gã là đồng hương lúc nhỏ gã bị người ta bắt nạt đều nhờ nô tỳ giúp gã. Thủy Tú cười tủm tỉm, chắc cô nương không biết, đừng thấy gã hiện giờ được gọi là tiểu phúc tử, thật ra cái tên trước đây cũng gã rất dân giả, là cẩu thẳng đấy, ta nở nụ cười, có điều cái tên tiểu phúc tử hay thật, gã thật sự có phúc, lần này hoàng thượng xuống nam sẽ dẫn theo gã, xuống nam, nụ cười trên mặt ta lập tức cứng lại, hoàng thượng muốn xuống nam sao, vâng, nghe nói thuyền đã chuẩn bị xong, có điều mấy ngày nay không biết vì lý do gì mà không thấy động tĩnh. mấy ngày nay sao, ta hốt hoảng ngẩng đầu nhìn trời. Hắn sắp xuống Nam rồi, đã vô số lần ta từng nghĩ sẽ nhân dịp xuống Nam lần này. Nhưng kết quả lại vẫn là công giả tràng, nghĩ đến đây, lòng nờ dê cực càng có cảm giác bị đè nặng. Thủy Tú phát hiện sắc mặt ta khác thường, lập tức lớn tiếng, cô nương, người sao vậy, ta nói không ra lời, từng trận cuồn cuộn trong họng. Ngô ma ma và tiền ma ma nghe thấy cũng vội chạy tới, sao thế, không biết nữa, nãy giờ nô tỳ chỉ nói chuyện phím với cô nương thôi, hai người nói gì, ta sợ thủy tú sẽ bị mắng, nâng tay, ngô ma ma nhìn ta, vội cùng tiền ma ma dìu ta vào phòng nằm xuống. Ta đã không thể nhịn được, toàn bộ thuốc vừa uống đều nôn ra, trong nước thuốc còn tơ máu đen hồng, ngô ma ma và tiền ma ma đều giật mình, thủy tú không rõ sự tình, vội lấy khăn lau miệng cho ta. Ngô ma ma nói, thủy tú mau dọn dẹp đi mau lên hả vân vân nghe vậy thủy tú lập tức chạy đi lấy chổi tiền ma ma nhìn thuốc dưới đất hai mắt đỏ lên ngô ma ma chậm rãi ngồi xuống cô nương người có phải người cảm thấy không còn hy vọng gì nữa không ta mỉm cười người bệnh uống thuốc để mong mình tốt lên nếu bản thân không muốn khỏi đừng nói là uống thuốc dù là đại la kim tiên cũng không cứu được bà nhẹ giọng cô nương còn trẻ phải sống mới có hy vọng ta nhìn bà lại nhìn tiền ma ma còn cả thủy tú vội vàng vào dọn dẹp đột nhiên không nói ra lời chỉ cười thời gian kế tiếp chẳng qua là ngày tháng bầu bạn với thuốc sức khỏe của ta khi tốt khi xấu vì rét tháng ba sốt nhẹ chưa từng giảm ngày nào sắc mặt ta cũng bị một tầng xám xịt che phủ ngay cả thủy tú cũng nhìn ra khi hầu hạ ta uống thuốc thấy mắt nàng hồng hồng ta nghĩ nghĩ cố ý nói thuốc hôm nay sao lại đắng như vậy dạ đắng sao, khó uống quá. Có gì ngọt không? Có. Có. Hiếm khi thấy ta muốn ăn gì đó, Thủy Tú lập tức đứng dậy đi tìm, vừa tìm được hộp đồ ăn liền nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ ầm ĩ, hình như mắng ai ăn trộm, âm thanh càng ngày càng gần, ta cố hết sức ngồi dậy, thấy một đám người xông vào, người tới thế mà là tiểu phúc tử, gã bị mấy tiểu cung nữ tiểu thái dám kéo đi, đám lục thuộc nghi cũng xuất hiện, vẻ mặt xem kịch vui, ta nhíu mày, các ngươi tới làm gì, bọn họ không trả lời, lục thục nghi liếc nhìn hộp đồ ăn trong tay thủy tú, tiểu cung nữ tiểu thiền bên cạnh nàng ta lập tức đi tới giật lấy, mở ra nhìn, kêu lên, đồ bị mất ở đây, ta vừa nghe, lập tức hiểu ra mọi việc, sắc mặt thủy tú cũng trắng bệch, lục thục nghi cười lạnh, ta nói mà, một tiểu thám giám như tiểu phúc tử tới ngự thiện phòng trộn điểm tâm làm gì, thì ra sau lưng có cao nhân. Ngự thiện phòng quản đồ không tính là quá nghiêm, thường ngày tiểu cung nữ tiểu thái dám tới trộn điểm tâm ăn bị cô cô mắng hai câu là xong chuyện, ít khi làm lớn như vậy. Ta nhìn tiểu phúc tử bị đánh bầm dập mặt mũi, nhàn nhạt ngẩng đầu, không biết thục nghi muốn gì, không biết thục nghi muốn gì, có lẽ vì ta quá thản nhiên, bọn lục thục nghi đều ngây người, cứ như quên mất tiếp theo phải nói gì. Lúc này, một thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi tới, quan sát kỹ mới thấy là Ngọc Văn. Vừa thấy nàng ta, sắc mặt ta liền thay đổi, không phải vì sợ hãi, mà là nghĩ đến việc cung nhân này có thể vì chút ít lợi mà hại hứa ấu lăng sớm chiều ở chung, trong mắt ta, loại người này không khác gì súc sinh, ta cắn răng, mà nàng ta trông có vẻ phú quý hơn trước, sim y và trang sức bên người cũng không giống nhóm tiểu cung nữ đi theo lục thục nghi, đám lục thục nghi nhìn thấy nàng ta, mỉm cười, a à, Ngọc Văn cô nương tới, Ngọc Văn như con gà trống thắng trận đắc ý đi vào, liếc nhìn ta và thủy tú một cái, mới trả lời lục thục nghi, Thục Nghi, quý phi nương nương vừa nói nếu đã bắt được kẻ trộm đồ thì kéo ra ngoài, đánh 50 bản rồi tính tiếp, Thủy Tú bị dọa đến mở to hai mắt, nếu đã vậy. Lục Thục Nghi cười lạnh, quay đầu nhìn mấy tiểu thái giám, sao còn chưa ra tay, vâng. Đám tiểu thái giám vừa nghe vậy, lập tức có vài kẻ xông tới muốn kéo Thủy Tú ra ngoài, Thủy Tú đã bị dọa đến không biết nói gì, hai chân mềm nhũng, dừng tay, bọn họ tới cửa, nghe tiếng tất cả đều dừng lại, quay đầu ta cắn răng đỡ trụ giường muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động, trước mắt liền quay cuồng, thiếu chút ngã xuống, thủy tú bật khóc, bất lực gọi, cô nương, ta thở dê không xê, cho dù trộn đồ thì cũng nên do hoàng hậu nương nương xử lý, hậu cung há cho đám người các ngươi dùng tư hình, Ngọc Văn cười lạnh, hôm nay hoàng thượng có việc quan trọng, không rảnh lo đến ngươi. Hoàng hậu nương nương hiện giờ phải chăm sóc đại hoàng tử, đã giao sự việc quản lý hậu cung cho quý phi nương nương hôm nay chuyện xử lý do quý phi nương nương hạ lệnh, ngươi dám nói một chữ không à, thì ra nàng ta đi theo thân nhu, đúng là rắn rết cùng một ổ. Lúc này, bọn ngô ma ma cũng nghe động tĩnh mà tới, vừa thấy cảnh này cũng bị dọa sợ, vội chạy tới đỡ ta, hỏi, thục phi nương nương làm gì vậy, bắt trộm thôi. Lục thục nghi cười lạnh, đây là lệnh của quý phi nương nương, ta xem ai dám cản, dứt lời, nàng ta vung tay, đám thái giám liền muốn kéo thủy tú đi. Thủy Tú khóc lóc dãy dụa, buông ta ra. Cô nương, cô nương cứu nô tỳ, mắt thấy nàng ấy sắp bị kéo ra ngoài, ta vội đuổi theo, đứng lại, lục thục nghi trừng mắt nhìn ta, còn chuyện gì không, ta cắn môi, đồ do ta trộn, bắt nàng ấy không bằng bắt ta đi, cô nương. Ngô ma ma và tiền ma ma hốt hoảng, liều mạng kéo ta về, nhưng lời này như cá đưa tới trước mặt mèo, lục thục nghi lập tức nói, được, lời này do ngươi nói ta quay đầu nhìn ngô ma ma và tiền ma ma ra hiệu bọn họ chỉ đành buông tay ta đi đến trước mặt lục thuộc nghi sắc mặt tuy tái nhật nhưng lại hiện lên ý cười nhàn nhạt năm mươi bản này ta có thể chịu có điều ta phải nhắc nhở các ngươi một việc hoàng thượng đầy ta vào lãnh cung để tra tấn ta nếu ta chết rồi hoàng thượng không còn ai để tra tấn nữa bọn họ hai mặt nhìn nhau sắc mặt thay đổi ta khuyên các vị tỉnh táo một chút nói đến cùng ta không giống thủy tú nhưng câu này cũng đủ khiến lục thục nghi thẹn quá hóa giận, nàng ta duỗi tay nâng cầm ta lên, nghiến răng, miệng lưỡi sắc bén, ta thấy ngươi còn có thể lợi hại tới khi nào. Nói rồi, nàng ta trầm giọng, 50 bản kia có thể miễn, có điều nếu miệng lưỡi đã lợi hại như vậy, vả miệng cho ta. Đám tiểu thái giám bắt Thủy Tú lập tức đi tới bắt ta, Thủy Tú vừa sợ vừa gấp, bọn ngô ma ma cũng lo lắng muốn tới gần nhưng đều bị cản lại, ta bị bọn họ giữ chặt hai tay, không có cách nào giải dụa, vừa ngẩng đầu liền thấy Ngọc Văn chậm rãi đi đến trước mặt, sao hả? Không ngờ là ta đúng không, đối với lợi người này ta căn bản không muốn nói chuyện, chỉ hờ hững rũ mắt xuống, một tiếng bang, một cái tác thật mạnh giáng xuống, cô nương. Thủy Tú thảm thiết kêu lên, mặt nóng rác, nhưng đây không tính là gì, thứ tanh ngọt trong cổ họng dâng lên, ta liều mạng cắn môi chịu đựng, lại cảm thấy mọi thứ trước mặt xoay tròn, toàn bộ kiên trì dần sụp đổ, Ngọc Văn cười lạnh nhìn ta, lại giơ cao tay một cái tắc sắp tiếp tục đánh xuống đúng lúc này cánh cửa phía sau lưng ả đột nhiên bị đá văng cửa gỗ không quá rắn chắc nhưng không đến mức lỏng lẻo bị đá bay như vậy mọi người đều bị dọa đến ngây người ta cũng giật mình tỉnh táo một chút vừa ngẩng đầu liền thấy một bóng hình quen thuộc chạy vào buông tỉ ấy ra một tiếng gầm nhẹ tức giận vang lên ta còn chưa kịp nhớ ra giọng nói này thuộc về ai hắn đã xông tới trước mặt chúng ta nắm cổ áo ngọc văng lên Ngọc Văn bị ném xa hai ba trượng, thảm thiết kêu lên. Hai tiểu thái dám giữ chặt ta cũng sợ tới mức hồn phi phách tán, theo bản năng buông tay, cũng bị đá đi, một kẻ đầu đập vào tường đến chảy máu, mất đi hai người, ta như con rối đứt dây ngã xuống, lại ngã vào một lồng nờ dê cực mạnh mẽ ấm áp, thanh anh. Hắn nghẹn ngào gọi, ta thở hổn hển qua hồi lâu mới chậm rãi mở mắt, thấy rõ gương mặt tuấn lãng trẻ tuổi trước mặt, bùi nguyên phong, ta không dám tin. Nhưng người trước mặt rõ ràng là hắn, mày kiếm đen dày, đôi mắt sáng tỏ, nhưng bên trong lại có một giọt nước mắt rơi xuống mặt ta, nóng rực, ta run rẩy một lát mới hoàn hồn, ngài đã về, là ta, Thanh anh, ta về rồi. Hắn dùng sức ôm ta vào lòng, giống như sợ buông tay ta sẽ tiêu tan, dùng sức đến mức ta thấy đau đớn, nhưng lại cảm thấy yên tâm, hắn về rồi, nghe nói hắn đi làm lính, ta không biết tại sao, nhưng nguyên nhân chính vì như vậy ta mới không dám hỏi cũng không biết phải hỏi ở đâu, chỉ có thể lặng lẽ khẩn cầu trời xanh phù hộ hắn. Hiện giờ thấy hắn bình bình an an trở về, bình bình an an xuất hiện, vẫn lỗ M4NG ngay thẳng như trước, chẳng qua trên gương mặt từng đầy tính trẻ con đã mất đi sự ngây ngô của thiếu niên, thay vào đó là cư không nờ dê nghị, ta khẽ cười, bình an trở về thì tốt, ta về rồi. Hắn ôm chặt lấy ta, gần từng chữ, ta trở về đưa tỷ đi, dứt lời, hắn bế ta lên. Đám lục thục nghi như bị dọa sợ, không biết phải làm sao, thấy hắn xoay người mới lắp bắt vương. Vương gia, bùi nguyên phong trừng mắt nhìn họ, lại thoáng nhìn ngọc văn ngã dưới đất còn chưa bò dậy. Hắn từng bước đi qua, lục thục nghi sắc bệt lui từng bước, bùi nguyên phong từng nói hắn đã giết người, có lẽ vì trong mắt ta hắn chỉ là hài tử hay gặp rắc rối, cười ngây ngô, mãi mãi là tiểu võ như đệ đệ ruột. Ta chưa từng ý thức được tính chân thật của câu nói ấy, nhưng hiện giờ... Hắn từng bước tới gần Lục Thục Nghi, sát khí trên người toát ra khiến mọi người đều thấy áp lực, ta nâng cánh tay vô lực bắt lấy vạt áo hắn, hắn lập tức cúi đầu nhìn ta, ta lắc đầu, nhưng máu tươi vừa nuốt xuống vẫn không nhịn được, chậm rãi từ khóe môi trào ra, nhiễm lên xiêm y màu trắng, Bùi Nguyên Phong vội gọi, "Thanh Anh!" Hắn cắn răng, dùng sức ôm ta vào lòng, nâng bước đi về phía cửa, Lục Thục Nghi sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Bọn Ngô Ma Ma hoàng hồn, vội chạy theo quỳ xuống vương gia, ngài định đưa cô nương đi đâu, cô nương. Nghe hai chữ này, hắn sửng sốt, lại cúi đầu nhìn ta, nhìn máu trên miệng ta, nhìn bộ dáng gầy gò của ta, hai mắt đỏ lên, huynh ấy. Đối xử với ngươi như vậy, ta không trả lời, chỉ sợ bản thân vừa mở miệng máu lại trào ra, ta không nên đi. Hắn gằn từng chữ, ta căn bản không nên giao tỷ cho, lời này hắn không kịp nói hết, bởi vì thấy ta nhắm mắt lại. Hắn hốt hoảng, muốn bế ta ra ngoài đám ngô ma ma lập tức bò đuổi theo nắm lấy gốc áo hắn vương gia ngài không thể làm vậy nàng ấy nàng ấy dù sao cũng là đúng thế vương gia tiền ma ma tiếp lời ngài đưa nàng ấy đi rồi sự việc không thể nói rõ nữa các ngươi tránh ra bùi nguyên phong giận mắng ta không quan tâm có giải thích rõ hay không ta chỉ quan tâm tỷ ấy hiện giờ tỷ ấy đã như vậy ta còn không thể đưa tỷ ấy đi sao dứt lời hắn dùng sức tránh ra ngô ma ma và tiền ma ma hết cách chỉ biết dập đầu liên tục vương gia bùi nguyên phong làm như không nghe thấy bế ta đi về phía cổng lớn nhưng vừa tới cửa lại thấy bùi nguyên hạo hoàng hậu quý phi còn cả đám cung nữ đi về hướng này thấy bùi nguyên phong bế ta trên gương mặt lạnh lùng của hắn lập tức ngưng tụ một tầng sương để muốn làm gì ta được bùi nguyên phong bế trong lòng cả người không còn sức lực dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngất đi chậm rãi ngước mắt nhìn thân ảnh đã từng quen thuộc nhưng lại xa lạ kia đã lâu rồi không gặp hắn hắn hình như gầy hơn trước một chút gương mặt lạnh lùng càng góc cạnh toàn thân cũng càng lạnh lẽo thậm chí còn mang đến cảm giác hung ác hắn đứng bên ngoài dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng ta đầu xuân xe lạnh ánh mắt hắn lại là điều lạnh lẽo nhất đặc biệt là khi nhìn ta ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng như muốn nuốt ta vào bụng ta thản nhiên nhìn hắn chợt cúi đầu ho ra máu Lúc này ta mới phát hiện trên sim y màu trắng đã nhiễm đỏ mấy chỗ, cứ như hồng mai bay bay trong nền tuyết, chói mắt như vậy, lóa mắt đến thế, nhìn ta ho không ngừng, bùi nguyên phong cúi đầu nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỷ. ta ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn trẻ trung nhưng không còn nét non nớt kia. Hắn hiện giờ đã ra dáng nam tử vững vàng và kiên nghị, dường như một câu này dù là Thái Sơn cũng không thể thay đổi, trong hoảng hốt, ta lại nhớ tới thời điểm trước khi sách phong gặp thiếu niên trong mưa kia đã nhiều ngày, hắn vẫn cẩn thận quan tâm ta như trước, thậm chí vì ta mà mặc kệ mọi nguy hiểm, nhưng ta lại cô phụ hắn, ta nhìn hắn, đã không còn sức nói nữa, chỉ biết khẽ cười. Lúc này, Bùi Nguyên Hạo đã đến trước mặt chúng ta, hắn cúi đầu nhìn ta, sau đó nhìn Bùi Nguyên Phong, trầm giọng, "Đệ muốn làm gì?" Câu này không phải chất vấn, Bùi Nguyên Phong nhìn hắn không hề sợ hãi, thần đệ muốn đưa tỷ ấy đi, đưa nàng đi. Ánh mắt Bùi Nguyên Hạo lạnh hơn để có biết nàng là ai không nàng là người quan trọng nhất của thần đệ vừa thốt ra lời này bùi nguyên hạo còn tạm được nhưng đám người đi theo hắn đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm có mấy phi tần sắc mặt lập tức thay đổi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong kinh ngạc lộ vẻ kinh thường cùng miệt thị thậm chí còn ghé tai nghị luận thường tình vẫn bình tĩnh đứng cạnh không nói gì mà nhìn chúng ta lại nhìn bùi nguyên phong phất tay sau đó dẫn đám phi tầng lui xuống bùi nguyên hạo nhìn hắn rất lâu hỏi Nguyên Phong, để có biết mình vừa nói gì không? Nàng là nữ nhân của trẫm, tỷ ấy đã không phải. Bùi Nguyên Phong gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, thậm chí tức giận nói, hoàng thượng, ngài đã phế tỷ ấy rồi, cho dù phế, trẫm cũng không cho phép kẻ khác xen vào. Xung quanh an tĩnh lại, ta nằm trong lòng Bùi Nguyên Phong, thân thể đau ốm cùng áp lực tinh thần khiến ta muốn ngất đi, nhưng nghe cuộc đối thoại này, như sấm đánh bên tai, ta ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn về phía người kia cho dù phế, cũng không cho phép kẻ khác xen vào. Ha ha, ta cười buồn bã, đây chính là hắn, lúc trước ta muốn xuất cung, hắn đã chặn ta từ cửa cung như vậy, hủy hoại hy vọng lớn nhất đời ta. Thời điểm ở lãnh cung, hắn cũng bá đạo phóng túng khiến ta không thể né tránh, chỉ có thể mặc hắn cần ta thì lấy, mà hiện tại, hắn đã phế ta, đẩy ta vào tòa cung điện lạnh băng này, mặc cho ta tự sinh tự diệt, nhưng dù thế, hắn vẫn không buông tay. Ha ha, tại sao Tại sao trong sinh mệnh của ta hắn lại xuất hiện? Tại sao ta lại? Yêu hắn chứ, dường như cảm nhận được nỗi đau trong lòng ta, hai huynh đệ này đều không hẹn mà cúi đầu nhìn, thấy ta yếu ớt cười, bùi nguyên phong lập tức dùng sức ôm chặt, mà bùi nguyên hạo, ánh mắt càng lạnh lão, cùng càng sâu, thần thiếp chưa từng nghĩ xen vào việc của tỷ ấy. Bùi nguyên hạo trầm mặt một lúc, cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra những lời này, thần đệ chưa bao giờ dám vọng tưởng có được tỷ ấy, bởi vì người trong tim tỷ ấy không phải đệ cho nên thần đệ chỉ mong tỷ ấy vui vẻ nói đến đây hai mắt hắn đỏ lên ngẩng đầu nhìn bùi nguyên hạo nhưng thần đệ không ngờ tỷ ấy sẽ như bây giờ nếu sớm biết điều thần đệ làm để tỷ ấy vui vẻ lại có kết cục này thần đệ nhất định sẽ không buông tay nghe hắn nói hơi thở của bùi nguyên hạo dần trở nên dồn dập hắn cúi đầu nhìn ta mà ta lại chua xót ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ tuổi kia Ta không biết tình cảm này hắn đã giữ kín từ khi nào, thậm chí tất cả ta đều hoàn toàn không biết gì cả, mà khi hắn nói ra cũng đã tới bước này, đau quá, không chỉ trên mặt, trên người, ngay cả nơi trái tim đang đập cũng đau. Đây là món nợ ta không thể trả nổi, tay nắm lấy tay áo hắn rung lên nhẹ nhẹ, nước mắt đảo quanh hốc mắt, bùi nguyên phong cúi đầu nhìn ta, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tỷ, hôm nay ai cũng không thể tổn thương tỷ trước mặt ta, ta lắc đầu, nước mắt theo gò má rơi xuống, nhỏ giọt trên sim y loan lỗ vết máu. Hai huynh đệ bọn họ cứ đối mặt dằn co như vậy, trầm mặt rất lâu, thời điểm bùi nguyên hạo lên tiếng lần nữa, giọng nói lại bình tĩnh ngoài dự đoán. Nguyên phong, đệ nên biết thân phận của mình, trẫm giao việc lớn cho đệ, đệ không thể năm lần bảy lượt vì một nữ nhân, còn chưa dứt lời, bùi nguyên phong đã nói. Nếu nữ nhân quan trọng nhất đời mình tê cũng không bảo vệ được, thần đệ còn làm được gì? Khóe mắt bùi nguyên hạo thoáng run rẩy trên gương mặt bình tĩnh xuất hiện một gợn sóng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ hỷ nộ gì cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì mà ta cũng không muốn suy đoán muốn ngăn cản cơn đau lại ập tới khiến ta như muốn ngất đi để muốn có được nàng đến như vậy không phải hoàng thượng vừa nói sao lần này thần đệ vừa lập công lớn ngài hỏi thần đệ muốn phong thưởng gì thần đệ không cần binh không cần thuế ruộng chỉ cần một nữ nhân bị ngài phế bỏ thế cũng không được à giọng hắn không lớn lại vô cùng kiên định, đám người phía xa nghe được những lời này, có kinh ngạc không thôi, có khinh thường giấu giếm, nhưng có hai người sắc mặt lại rất quái dị, nếu đệ đưa nàng đi, đệ sẽ thế nào? Thần đệ không định làm gì cả. Bùi Nguyên Phong cúi đầu nhìn ta, hai mắt hồng hồng, chỉ cần tỷ ấy không muốn, thần đệ sẽ không ép buộc tỷ ấy. Thần đệ. Thần đệ chỉ mong tỷ ấy bình an vui vẻ, Bùi Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu nhìn ta điều bọn họ nói tất cả đều là việc ta đi hay ở nhưng lại không hề cho ta xen mồm vào bản thân ta đã đến cực hạn cho dù hiện tại không nhìn thấy chính mình ra sao ta cũng biết mình chật vật thế nào sắc mặt trắng bệch bên môi còn vết máu qua hồi lâu hắn lại lên tiếng trẫm có thể suy xét bùi nguyên phong không ngờ hắn thật sự sẽ buông tha lập tức kinh hỉ tiến lên một bước vậy nhưng không phải hiện tại sắc mặt bùi nguyên phong trầm xuống vậy là khi nào nàng hiện tại là người mang tội, nếu trẫm vô duyên vô cớ thả nàng đi, hậu cung sẽ không thể quản nữa, người mang tội. Bùi Nguyên Phong nhíu mày nhìn ta, lại nhìn Ngọc Văn bị hắn đá té ngã bên cạnh, cũng hiểu được gì đó, tỷ ấy phạm tội gì, nàng mưu hại đại hoàng tử của trẫm, hại chết thân mẫu của đại hoàng tử Hiền Phi hứa ấu lăng, Hiền Phi. Thì ra hắn đã truy phong hứa ấu lăng làm Phi. Nghĩ tới nữ nhân vì hài tử ngay cả tính mạng cũng không cần ấy, Lòng ta chợt lạnh, tôn vinh nữ nhân hậu cung đều tha thiết mơ ước nàng ấy đã có được, nhưng lại không thể hưởng thụ, Bùi Nguyên Phong nghe vậy, lập tức phản bác, không thể nào. Tỷ ấy sẽ không làm ra loại chuyện này, trước đây trẫm đã nói với đệ, nữ nhân này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Bùi Nguyên Phong nhìn ta, kiên định nói, thần đệ không tin, tỷ ấy không phải người như vậy, chắc chắn có kẻ hãm hại tỷ ấy. Bùi Nguyên Hạo không nói nữa, chỉ nhìn ta chằm chằm ta cũng bình tĩnh nhìn nam tử này, trong ánh mắt lại thoáng nhìn về thân ảnh phía sau hắn, khoảnh khắc vừa rồi sắc mặt thân nhu hơi thay đổi, nhưng hiện giờ đã bình tĩnh lại, nàng ta nhìn ta, không hề sợ hãi, vụ án này đã kết thúc rồi, bản thân nàng cũng nhận tội, bùi nguyên phong giật mình, lẩm bẩm, không, không phải như vậy. Thanh Anh, tỷ có nỗi khổ đúng không? Thấy ta không có cách nào trả lời, hắn lại nóng nảy, ngẩng đầu nhìn bùi nguyên hạo, hoàng thượng, cho nên để nói xem, sao trẫm có thể để giao nàng cho đệ như vậy bùi nguyên phong nghi ngờ nhìn ta dường như muốn tìm kiếm sự chứng thực ta lại im lặng không đáp hắn bình tĩnh nhìn ta thật lơ ngẩng đầu trả lời bùi nguyên hạo thần đệ vẫn tin tỷ ấy sẽ không làm ra loại chuyện này hoàng thượng muốn thế nào mới cho thần đệ đưa tỷ ấy đi đây bùi nguyên hạo nhíu mày tại sao đệ lại tin nàng như vậy thần đệ đương nhiên tin tỷ ấy bùi nguyên phong kiên định bởi vì trong mắt thần đệ tỷ ấy chính là người như vậy cho nên thần đệ sẽ không nghi ngờ tỷ ấy thái độ bùi nguyên hạo thoáng thay đổi không phải vui cũng không phải giận càng không giống mờ mịt không hiểu thật sự khiến người ta không nắm bắt được ngay cả bùi nguyên phong cũng bất an hắn hỏi rốt cuộc hoàng thượng muốn thế nào mới có thể đồng ý cho thần đệ đưa tỷ ấy đi bùi nguyên hạo không trả lời chỉ đi lướt qua chúng ta ngẩng đầu nhìn chân trời phương hướng hắn nhìn là phương nam ta mơ hồ đã biết được đáp án đệ còn nhớ lúc nãy trẫm nói với đệ thuyền xuống nam đã chuẩn bị xong rồi không hoàng thượng muốn thần đệ cùng xuống nam trẫm đã nói trẫm sẽ giao việc lớn cho đệ sau khi xong việc thần đệ có thể đưa tỷ ấy đi nếu thật sự xong việc được bùi nguyên phong trịnh trọng gật đầu đi đến trước mặt hắn hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh thần đệ sẽ thao hoàng thượng xuống nam cúc cung tận tụy vì hoàng thượng đến chết mới thôi ta nhíu mày xuống nam Bùi Nguyên Hạo chậm chạp không xuống Nam thì ra là để đợi hơn nữa Bùi Nguyên Phong, hơn nữa hắn định giao việc lớn cho Bùi Nguyên Phong, rốt cuộc là chuyện gì mà cần dẫn theo kiêu tướng có thể thống soái tam quân, huy kiếm dục ngựa, chẳng lẽ lần này xuống Nam không đơn thuần chỉ là đi tuần, để văn võ bá quan hiểu rõ nhân tình phương Nam sao, hắn xuống Nam rốt cuộc để làm gì, bất an ca một cơ hờ thích lòng nờ dê tực ta lại bị đè nén, không nhịn được mà ho khang, cũng ho ra máu. Bùi Nguyên Phong nhìn ta, nôn nóng hỏi thanh anh tỷ vẫn ổn chứ ta miễn cưỡng miễn cười nhưng nụ cười này lại có bao nhiêu sự mệt mỏi hắn như muốn khóc lập tức ngẩng đầu nói với bùi nguyên hạo lần này xuống nam thần đệ hy vọng dẫn theo tỷ ấy ta vốn tưởng bùi nguyên hạo sẽ từ chối ai ngờ hắn chỉ liếc nhìn ta liền đồng ý thống khoái được thôi tạ hoàng thượng thành toàn bùi nguyên phong gật đầu với hắn sau đó bế ta xoay người muốn đi thanh anh không sao rồi đệ lập tức đưa tỷ đi gặp đại phu còn đi chưa được hai bước tiếng của bùi nguyên hạo đã vang lên phía sau trẫm chưa đồng ý cho đệ đưa nàng đi lúc này bùi nguyên phong dừng chân quay đầu nhìn hắn không phải hoàng thượng có nói thuyền xuống nam đã chuẩn bị xong ngày mai sẽ xuất phát sao tối nay nàng vẫn phải ở lại nhưng thần đệ lo tỷ ấy không qua được tối nay thời điểm nói câu này bùi nguyên phong nghiến răng Ánh mắt sắc bén hướng về phía Ngọc Văn đang bò về phía này cũng Lục Thục Nghi sắc mặt đã không còn một giọt máu, nếu thần đệ không tới, có lẽ vừa rồi tỷ ấy đã không qua được. Bùi Nguyên Hạo nhìn ta, lại quay đầu liếc nhìn đám Lục Thục Nghi, có chuyện gì? Lục Thục Nghi quỳ xuống, "Hoàng. Hoàng thượng, không phải thần thiếp vô duyên vô cớ tới đây mà là. Mà là Nhạc Thanh anh trộm đồ, thần thiếp chỉ tới đây trừng phạt một chút thôi, trộm đồ, trộm thứ gì?" ả trộn đồ ăn của ngự thư phòng. Nghe lục thục nghi nói, khóe mắt bùi nguyên phong như muốn nứt ra, thời điểm cúi đầu nhìn ta, hai mắt đều đỏ ửng. bùi nguyên hạo cũng nhìn ta, lạnh giọng, thật không, ta cúi đầu, nô tỳ biết tội, hắn lại nhìn ta một lúc, sau đó chất vất lục thục nghi, ai cho các nàng lạm dụng tư hình trong hậu cung, câu này vô cùng lãnh đạm nhưng vẻ mặt hắn lại không hề cho người ta cảm giác nhẹ nhàng. Lục thục nghi quỳ dưới trước mặt hắn lại nhìn bùi nguyên phong sát khí bức người, không khỏi run rẩy, không dám nói gì. Lúc này, Ngọc Văn đã từ dưới đất bò dậy, mặt mũi đầy vết trầy da, cũng quỳ ở đó, Bùi Nguyên Hạo tiến lên một bước, cúi đầu nhìn họ, nhếch môi, các ngươi đúng là to gan, câu này còn nhẹ hơn câu vừa nãy, nhưng vừa thốt ra, sắc mặt đám lục thuộc nghi đều trắng bệch, Bùi Nguyên Hạo thản nhiên quay đầu gọi, "Hoàng hậu, thường tình vội đi tới, có thần thiếp" Lạm dụng tư hình trong hậu cung nên xử phạt thế nào? Chủ tử bị cấm túc một tháng, trừ bổng lộc nửa năm. Cung nữ bị trượng trách 30 cái, trừ bổng lộc một năm, nếu đã vậy, hoàng hậu xử lý đi, cũng để cho người của hậu cung hiểu rõ quy củ. Vâng, cuộc đối thoại của họ vô cùng bình thường cứ như nhàn thoại việc nhà, nhưng Lục Thục Nghi và Ngọc Văn, tính cả đám phi tầng phía sau thường tình đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là thân nhu, nàng ta mở to hai mắt nhìn về hướng này, trên gương mặt nhu mỹ nhất thời xuất hiện vô số cảm xúc, đúng lúc này. Bùi Nguyên Hạo lại đi tới trước mặt ta, còn về nàng. Trọng đồ, còn chưa hết câu, Bùi Nguyên Phong đã tiếp lời, ngài còn muốn thế nào? Tỷ ấy đã bệnh thành như vậy, bị bệnh thì không cần chịu trách nhiệm à? Bùi Nguyên Hạo liếc nhìn hắn, đệ cũng là tướng lĩnh trong quân, nếu kỷ luật không nghiêm, pháp luật làm sao tồn tại? Câu này khiến Bùi Nguyên Phong nghẹn họng, hắn là tướng lĩnh, đương nhiên biết ý nghĩa của việc thưởng phạt, nhưng hắn vẫn không cam lòng, nói, nhưng chẳng qua nàng ấy đã bệnh thành như vậy nếu muốn hành hình cũng không thích hợp nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha tối nay nàng không thể xuất cung cùng đệ đây đã là giới hạn của trẫm bùi nguyên phong nôn nóng nhưng tỷ ấy tỷ ấy đang bệnh rất nặng thần đệ không thể mặc kệ tỷ ấy đệ nói gì hoàng thượng hôm nay thần đệ tới đây chính là vì không thể để tỷ ấy tiếp tục chịu khổ một chút cũng không được cho dù ngài muốn phạt thần đệ thần đệ cũng nhận nhưng để tỷ ấy chịu khổ, thần đệ quyết không đồng ý. Bùi Nguyên hảo cuối cùng cũng không nhịn được lửa giận của mình, gằn từng chữ, Bùi, Nguyên, Phong, Bùi Nguyên Phong ôm ta, không chút thoái nhượng, đúng lúc này, ta cố hết sức vương tay kéo nhẹ vạt áo hắn, hắn lập tức cảm giác được, vội cúi đầu nhìn ta, căng thẳng hỏi, Thanh Anh, ta há miệng thở dê không xê, nhưng âm thanh thật sự quá nhỏ. Hắn vội áp tay xuống, ta nhẹ giọng, không sao, vừa nghe vậy, hắn lập tức phản bác, không được, nghe lời. Nhìn hắn, không biết sao ta lại cười, nụ cười yếu ớt làm tan đi sát khí trên người hắn ít nhiều. Ta kề sát tay hắn, tiếp tục thì thầm, nếu hoàng thượng đã đồng ý cho ta xuống nam, đương nhiên sẽ không để ta chết. Nhưng nếu bây giờ đệ không cho hoàng thượng xuống nước, ta thật sự không còn đường để đi nữa. Hắn sửng sốt, trầm mặt một hồi, nhưng sức khỏe tỷ Ta sao có thể nhìn tỷ lại, yên tâm đi. Mạng của ta rất cứng, nói câu này, trong lòng ta cũng cười. Tính ra trái tim ta muốn chết đã không chỉ một lần, nhưng cuối cùng vẫn không chết, kỳ thật con người sống mới khó, chết lại rất dễ dàng, dù gì ta cũng mới 20 tuổi, đời người còn chưa được được một nửa, trong sách có viết một câu, mọi việc đã trải qua, đương nhiên sẽ có người hiểu nhau, cho dù không có đứa nhỏ này, không có hắn, ta vẫn có thể gặp được một số người, đi làm một số việc, lặng lẽ tới, lặng lẽ đi. Nghe ta nói, sắc mặt bùi nguyên phong dần thả lỏng, nhưng tay ôm ta không hề buông ra. Thật ra hắn lỗ M4NG như vậy rất dễ gây họa, nếu không phải hôm nay hắn hoàng triều, hơn nữa còn vừa lập công như lời vừa nói, với tính cách của bùi nguyên hạo, nam tử đó chắc chắn sẽ không thoái nhượng, ta lại kéo nhẹ sim y hắn, nghe lời được không? Hoàng thượng đã cho ngài bậc thang đi xuống, nếu ngài còn muốn làm lớn, xảy ra chuyện, ta thật sự không còn chỗ dựa nào nữa hắn cắn răng, tự dằn co rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Được, bọn tiền ma ma bên cạnh vẫn luôn nhìn chầm chầm hắn, vừa thấy hắn chịu buông tay, liền vội chạy tới đỡ lấy ta. Lòng nờ dê cực đau nhói, nhưng vì không cho hắn lo lắng, ta vội cắn môi nhẹn lại. Bùi Nguyên Phong nhìn ta, vẫn không cam lòng, Bùi Nguyên Hảo lúc này mới lên tiếng, được rồi, về đi, về. Về đâu, tiệc tẩy trần còn chưa xong, các đại nhân còn chờ kính trụ đệ. Bùi Nguyên Hạo nói, đừng quên, đệ là đại tướng quân của trẫm, thì ra hắn từ tiệc tẩy trần tới đây, ta chấn động, lòng lại thêm đau. Ta khó xử nhìn hắn, khẽ gật đầu. Hắn rốt cuộc cũng ngoan ngoãn xoay người rời đi, Bùi Nguyên Hạo đi đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn, ta cũng nhìn hắn, ánh mắt hai người không hề có chút ấm áp. Hắn dường như đang rất nhẫn nại, trầm tư một lát mới nói, đỡ nàng ấy vào đi bọn tiền ma ma vội dìu ta về phòng vừa mới nháo một hồi thật sự đã lấy đi nửa cái mạng của ta ta nằm trên giường lại ho ra máu thủy tú khóc nức nở bọn tiền ma ma không có thời gian để ý tới nàng tay chân luống cúng lau vết máu cho ta lại đi nấu thuốc vật lộn đến tối sắc mặt ta mới khá lên một chút ta nhìn trời bên ngoài hỏi tiệc tẩy trần tan chưa hình như vừa tan bọn tiền ma ma biết ta phải theo bùi nguyên phong xuống nam vì thế vội vàng thu dọn đồ đạc có điều đồ của ta vốn không nhiều một tay nải có hơn nữa là thuốc ta nhìn thoáng qua khẽ cười ngô ma ma đi tới sờ trán ta nhíu mày nóng quá ngày mai còn vậy sao lên đường không sao ta cười cười để ta ngủ một giấc là được bọn họ tuy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào lại đắp khăn ướt cho ta dặn dò hai câu rồi xoay người ra ngoài nhưng vừa tới cửa tất cả đều quỳ xuống hoàng thượng hàng lông mi run lên ta vừa ngước mắt liền thấy thân ảnh cao lớn kia ở cửa, hắn đứng ngay đó, bóng đêm cùng hắn dường như hòa làm một, bọn ngô ma ma giật mình, vội quỳ xuống hành lễ, nô tỳ bái kiến hoàng thượng, lui xuống hết đi. Nhàn nhạt bốn chữ, không chút ấm áp, ngô ma ma nhìn hắn, lại nhìn gương mặt tái nhật của ta, thoáng run rẩy, dập đầu, hoàng thượng, cô nương. Sức khỏe nàng ấy rất yếu, hàng chứng cũng chưa khỏi, lúc nãy nàng ấy còn ho ra máu không biết có phải ảo giác hay không, hình như ta thấy khóe mắt hắn hơi giật giật, trầm mặt rất lâu, bầu không khí căng thẳng như bị đông lại thành băng. Ngô ma ma vẫn quỳ dưới đất, nghe hắn nói, lui xuống, bọn họ không dám tiếp tục nhiều lời, dập đầu rồi run rẩy ra ngoài, chần chờ một chút, vẫn đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn ta và hắn, hắn đi từng bước tới, bóng ma gương mặt che hết ánh nến, mà bóng ma thân ảnh hắn cũng dần bao phủ ta, mùi rượu ập tới khó trách vừa rồi ngô ma ma to gan cản đường hắn thì ra cũng vì ngửi thấy mùi rượu trên người hắn hôm nay bùi nguyên phong trở về trên quốc yến đương nhiên không thể thiếu rượu nhưng hắn uống rượu xong lại đến tìm ta để không thể suy nghĩ không dám suy nghĩ mỗi lần nghĩ vết thương kia lại rách ra đau đến không thể hít thở ta cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại thờ ơ nhìn hắn đôi khi hắn vừa đi vừa nói giọng có hơi nghẹn ngào trẫm thật sự muốn giết nàng. Nếu nàng thật sự chết đi thì tốt biết mấy, nàng được giải thoát, trẫm cũng được giải thoát, dứt lời, tay phải hắn vói vào ống tay áo, trước mặt lập tức hiện lên một tia sáng làm chói mắt ta, đó là một thanh chủy thủ sắc bén, trái tim ta thắt chặt, đừng, vừa hết câu, tia sáng ấy đã xẹt qua cổ tay hắn, máu tươi đỏ thấm lập tức từ miệng vết thương trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Hắn duỗi tay tới, mùi máu tươi trộn lẫn hương rượu tràn ngập chóp mũi ta không nước mắt của ta cũng lập tức dâng trào mắt thấy cổ tay hắn đã đến bên miệng mình ta vội quay đầu đi nhưng tay hắn lại khóa chặt mặt ta máu tươi nhỏ giọt dính lên vạt áo màu trắng như hồng mai nở rộ hoàn toàn khác với cảnh ban ngày nước mắt như hạt châu đứt dây rơi xuống dung hòa cùng máu tươi nhìn vết thương mới và củ trên cổ tay hắn ta đột nhiên rất đau đau đến mức trái tim muốn nổ tung lại không biết phải nói gì chỉ có thể liều mạng lắc đầu hắn đè trên người ta trầm giọng, mở miệng, ta cắn môi không nói nên lời, tuy nước mắt đã che mờ mọi thứ nhưng mắt vẫn mở to nhìn hắn, hắn đưa cổ tay đến bên miệng, tay còn lại dùng sức bóp cầm ta, ưm. Ừ. Ta rên rỉ, đau đớn khiến nước mắt trào ra điên cuồng, mà hắn đã cúi người, hôn ta mãnh liệt, máu tươi từ cánh môi nóng bỏng của hắn đi vào, tràn ngập khoang miệng của hai người. Ta bị ép nuốt máu của hắn xuống, cảm nhận chất lỏng đỏ thắm kia chảy vào yết hầu cứ như đi thẳng vào tim, nóng đến toàn thân đều run rẩy, chờ ta nuốt xuống hắn, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, môi hai người vì máu mà hơi dính dính, trong hơi thở cũng có mùi tanh. Ta hoang mang nhìn hắn, nhìn hắn lại đưa cánh tay đưa đến bên môi, hút một ngụm, lại lần nữa cúi đầu in lên môi ta, từng ngụm máu cứ như vậy từ cơ thể hắn chảy vào cơ thể ta, ta dãy dụa không được, cũng không có cách nào kháng cự. Hắn vẫn thế, bá đạo không cho ai kháng cự, nếu muốn chống đối đều sẽ đau như vậy dần dần thời gian môi hắn ở trên môi ta càng ngày càng dài sức lực lại càng ngày càng mềm mỏng tay nắm cầm ta cũng buông ra thay vào đó là nhẹ nhàng xoa mặt ta ngón tay thấm ướt những giọt lệ nóng bỏng hai người chỉ tách nhau một lát môi vẫn kề sát nhau trong hơi thở toàn mùi hương của nhau hắn cúi đầu nhìn ta trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy chiếu rọi hình bóng nho nhỏ ta nhìn bóng dáng ấy chậm rãi nhắm mắt lại nếu nàng không chết vậy chúng ta tiếp tục dây dưa mùa xuân xe lạnh gió ở bến tàu càng lạnh thấu xương thuyền rất lớn trên bông tàu to rộng có thể chứa mười mấy người các mái ba tầng khiến con thuyền lớn này không giống thuyền bình thường mà như một tòa lâu đài giữa biển lớn hơn ta đứng tựa vào lan can nhìn mặt nước nhộn nhạo nhưng linh hồn lại bay đi rất xa cô nương coi chừng bị cảm lạnh thủy tú từ phía sau đi tới khoác cho ta một chiếc áo choàng thật dày ta quay đầu nhìn nàng ấy khẽ cười nhờ tề vương sai người truyền lời thủy tú mới được cùng xuống nam buổi sáng vén màn, nàng thấy ta nằm trên giường môi có vết máu, sợ tới mức thét chói ta, tưởng ta thật sự gặp bất trắc, may mà ta bịt kín miệng nàng, bảo nàng đi lấy nước ấm tới rửa mặt, chăn và sim y cũng nhanh chóng thu dọn mới không để bọn ngô ma ma lo lắng, hơn nữa hàng chứng trên người đã lui, ngay cả sốt cũng hết, chuyện đêm qua bọn họ không dám hỏi một chữ, chỉ tưởng trước khi lên đường sức khỏe ta may mắn khá lên, ít nhất sẽ không vì tàu xe mệt nhọc mà thêm bệnh nặng, nhưng nhớ tới cảnh trên giường, Thủy Tú vẫn sợ hãi, mọi việc đều cẩn thận, vừa lên thuyền, nàng một tấc cũng đi theo không rời ta, sợ ta lại bị va chạm, gió lớn thổi qua, thuyền lớn tuy vững vàng nhưng cơ thể gầy yếu của ta lại chịu không nổi, thoáng lão đảo một cái. Thủy Tú vội nói, cô nương, hay là vào trong trước đi, ta gật đầu, đang định xoay người vào khoang thuyền thì nghe bên dưới có tiếng nhạc, hoàng đế xuống nam, cung nữ, thái giám và thị vệ đều lên thuyền chuẩn bị trước, lúc này bùi nguyên hạo mới đến bên tàu ta quay đầu nhìn biển người trên bến cờ bay phấp phới tiếng nhạc làm cả mặt nước chấn động vừa liếc nhìn một cái ta liền bắt gặp nam nhân kia trong đám người vẫn mạnh mẽ cao lớn sống lưng vẫn thẳng tắp hoàng bào trên người vẫn lóa mắt trong sương sớm có lẽ không chỉ vì hoàng bào thật ra dù hắn đứng ở đâu cũng có thể khiến người ta nhìn thấy hắn ngay ánh mắt đầu tiên mà điều đầu tiên ánh mắt ta nhìn thấy là sắc mặt có hơi tái nhợt của hắn hoặc nhìn tái nhợt hơn cả đêm qua Ta theo bản năng vương tay mơn TR0N khóe môi, cái cảm giác nóng bỏng ngọt tanh vẫn còn, thật giống như câu nói kia còn vang bên tai, cho dù nhắm mắt lại, cho dù chìm trong bóng tối, ta cũng biết thời điểm nói những câu đó, giọng hắn khàn thế nào, trầm ra sao, đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục dây dưa, không chết, không thôi, ở xa, hắn ngẩng đầu nhìn lên thuyền, rõ ràng ở khoảng cách xa như vậy, không biết có phải ảo giác của ta hay không, hắn hình như cũng nhìn qua đây đối diện với ánh mắt của ta ta bình tĩnh nhìn hắn không biết có phải vì quá lạnh hay không tay cầm lan can lại hơi run rẩy vừa thấy vậy thủy tú đỡ ta nôn nóng khuyên có phải cô nương lại khó chịu đứng không mau vào trong thôi không sao ta thoáng lui nửa bước dựa vào cửa khoang tuy sốt nhẹ đã lui hàng chứng cũng khá hơn nhiều nhưng cơ thể dù sao cũng còn yếu mới đứng một lát đã cảm thấy khó thở trán cũng ròng ròng mồ hôi lạnh vất vả lắm mới điều chỉnh lại ta chợt nghe phía sau có người gọi mình, Thanh Anh, quay đầu lại, là Bùi Nguyên Phong vui vẻ chạy tới, vương gia. Ta đi tới, Thủy Tú cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu, hắn mặc kệ mọi thứ, bắt lấy cánh tay ta, nhìn từ trên xuống dưới, cười nói, tỷ thoạt nhìn khá hơn nhiều rồi, ta mỉm cười, đa tạ ngài, nghe câu này, hắn sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống, ta không muốn nghe tỷ nói như vậy, ta lại cười, nhẹ nhàng cúi đầu, Thủy Tú hiểu chuyện, cẩn thận lùi hai bước ta vẫn đứng đỡ lan can bùi nguyên phong đứng cạnh ta hơi nghiêng người dáng người cường tráng che tầm mắt của ta cũng chắn gió lạnh thấy sắc mặt ta hơi tái nhợt hắn im lặng một lát nói mấy lời ta nói hôm qua nếu không muốn tỷ cứ quên đi hàng lông mi của ta khẽ run lên ta ta chính là ta ta muốn làm gì đều không liên quan tới tỷ hắn cắn răng oán hận nói tỷ không cần cảm thấy nợ ta ta ngẩng đầu nhìn hắn nhưng vẫn rất đa tạ ngài, tỷ nhìn hắn nóng nảy, ta mỉm cười, ánh mắt từ gương mặt trẻ tuổi cư không nờ dê nghị ấy dần hướng về phương xa, ở phía chân trời, bởi vì ngài không biết điều này với ta mà nói có ý nghĩa gì, đội ngũ xuôi dòng sông đại vận xuất phát xuống nam, chớp mắt đã qua một tháng, thời tiết ấm dần, đứng trên bông tàu, cảnh sát hai bên cũng dần được phủ bằng một lớp màu xanh lục tươi mới, đã gần đến phương nam, một tháng qua, sức khỏe của ta đã khá hơn nhiều, Tuy thỉnh thoảng vẫn còn sốt nhẹ ho khang, nhưng hàng chứng đã hoàn toàn biến mất. Mỗi ngày Bùi Nguyên Phong đều phái người tới đưa thuốc, phần lớn đồ ăn đều là đồ bổ. Tỉnh dưỡng hơn một tháng như vậy, tuy đi đường mệt nhọc nhưng vẫn tốt hơn nửa năm lặng lẽ ở lãnh cung. Có điều, mỗi lần ta cố chấp đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn, Thủy Tú đều lo lắng, gió phương Nam nhẹ nhẹ, không lạnh thấu xương khiến người ta khó có thể chấp nhận như phương Bắc. Thủy Tú vừa chỉnh lại sim y cho ta, vừa lãi nhãi, Cô nương đừng đứng ở đây lâu quá, chú ý thân thể, không sao. Ta vẫn đứng đó, gió thổi làm bay tóc mai, đột nhiên, thủy tú ở phía sau quỳ xuống hành lễ, nô tỳ bái kiến vương gia, vừa quay đầu liền thấy Bùi Nguyên Phong đứng ngay phía sau, hắn mặc trường bào màu xanh lá, đai lưng màu đen thắt chặt càng tôn lên bả vai rộng lớn như núi, vòng eo cứng cỏi, thân hình mạnh mẽ dưới hoàng hôn trong càng đỉnh bạc, gương mặt ngâm đen kia tràn ngập qua nhìn ta, ta mỉm cười gật đầu, vương gia thấy ta quay đầu cười, hắn sững sờ một lát mới hỏi, sao lại đứng ở đây, mỗi ngày hắn đều tới thăm ta. Thời điểm ở trong cung có nhiều kiên kỵ hắn vẫn xông vào lãnh cung, nhưng lên thuyền rồi bỗng lại câu nệ, không dám tới quá gần ta, cứ như sợ ta gặp phiền phức, ta nghĩ, cho dù giết không ít người, lập nhiều công lớn, hắn vẫn là tiểu võ, là hài tử thẳng thắng lỗ M4NG vì ta mà không màng tất cả ấy, không sao, ta chỉ đang ngắm phong cảnh thôi ta cười cười, quay đầu nhìn mặt nước mênh mông, phong cảnh đẹp thật. Bùi Nguyên Phong ngơ ngác nhìn ta, gương mặt được ánh nắng chiếu rọi mà hồng hồng, đúng vậy, rất đẹp. Ta lại quay đầu nhìn hắn, hắn mỉm cười, sắp đến Giang Nam rồi, Giang Nam xinh đẹp, du khách đều muốn chết già ở đấy. Ta lẩm bẩm, Giang Nam đẹp để nên mới có thể khiến bao nhiêu người muốn chết già ở đây, nhưng lần trước xuống Nam, điều ta phải đối mặt là đao kiếm qua lại, nguy hiểm bao trùng, còn cả cảnh tuyết bay đầy thành, ngọn đèn dầu lưu ly trong đêm, còn cả. Đôi mắt phong tình vạn chủng khiến người ta không quên được đó, du khách đều muốn chết già ở đấy. Bùi Nguyên Phong bật cười, ta không muốn chết già ở Giang Nam, ta ngước mắt nhìn hắn, tại sao, người như ta nếu phải chết nhất định sẽ là da ngựa bọc thay, máu bắn xa trường, nếu chết già ở Giang Nam chỉ e là cách chết không có tiền đồ nhất. Trên gương mặt trẻ tuổi của hắn tràn ngập nén cư không nờ dê nghị, đôi mắt tuy đón ánh hoàng hôn nhưng tất cả đều là bồng bột và hy vọng, dù đang nói chết, nhưng lại có mong muốn sống mãnh liệt, đây là năng lượng tuổi trẻ mới có, ta nhìn hắn, lòng vô cùng hâm mộ, cúi đầu lẩm bẩm, nhưng ta muốn, bùi nguyên phong sửng sốt, thanh anh, thấy hắn gấp gáp, ta vội cười nói, chỉ đùa chút thôi, có lẽ hắn vẫn còn sợ, lại nhìn ta thêm một lát, thấy ta chỉ chuyên chú ngắm cảnh, lúc này mới thở vào, bỗng hỏi, uống thuốc chưa, uống rồi. Câu này ngày nào ngài cũng hỏi cả. Có điều thuốc đắng quá, uống xong trong miệng toàn vị cay đắng, ta biết tỷ sẽ nói như vậy. Hắn cười tủm tỉm đi tới, đưa thứ giấu sau lưng cho ta, cho nên mới mang thứ này đến cho tỷ, là một bao giấy dùng dây thường quấn lại, bên trên còn có ba chữ vạn bảo trai, điểm tâm. Mua ở đâu vậy? Ừ. Hắn gật đầu, tối qua thuyền cập bờ tiếp viện ở Nhậm Thành, tỷ ngủ rồi, ta không muốn đánh thức tỷ nên một mình lên bờ may mà gần bến tàu có chi nhánh của vạn bảo trai ta biết điểm tâm ở đó rất ngon tỷ lại luôn than thuốc đắng vì thế liền mua về cho tỷ nói xong hắn đưa điểm tâm cho ta thử xem ta cúi đầu nhìn túi điểm tâm lại nhìn hắn vị chua xót dâng lên ta đương nhiên sẽ không quên vạn bảo trai điểm tâm nơi đó quả thật rất ngon cho nên ta mới mang về kinh thành cho hắn nhưng lần đó lại khiến hắn trúng độc thiếu chút bỏ mạng đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ hắn khóc lóc nằm trên giường đưa lưng về phía ta không chịu nói chuyện nhìn ta hắn cũng cảm nhận được cẩn thận gọi thanh anh ta ngước mắt nhìn ta hắn nhìn thẳng vào mắt ta trịnh trọng nói quá khứ đều qua rồi ta im lặng khẽ cười thấy ta cười hắn cũng yên tâm liền giao điểm tâm cho thủy tú bỏ ra đĩa đi đem cho mọi người nếm thử vâng thủy tú lui xuống hai ta nhất thời không nói chuyện hắn vẫn lặng lẽ đứng đó cùng ta ta nhìn cảnh sắc bên ngoài nhẹ nhàng gọi vương gia cái gì lòng ta thật ra có nghi hoặc áp lực mấy ngày này càng gần ly châu cảm giác bất an càng lớn đến hiện tại ta cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi lần này các ngài xuống nam rốt cuộc để làm gì hắn nhíu mày hoàng thượng nam tuần để khảo sát dân tình phương nam không phải ta lắc đầu nếu thật sự chỉ khảo sát dân tình khi đi ngang mấy tòa thành trì ven đường thuyền nên cập bến nhưng bùi nguyên hạo chỉ ra lệnh dừng thuyền tiếp viện ngay cả quan viên địa phương lên thuyền dập đầu cũng không có, đặc biệt là đêm qua cập bờ nhậm thành, ngay cả người trên thuyền cũng không biết, có thể thấy hắn căn bản không muốn khảo sát dân tình ven đường. Mục tiêu của hắn là Dương Châu, do vậy đội ngũ mới lên đường ngày đêm, lộ trình hơn 2 tháng đã được giảm bớt 1 phần 3, Dương Châu hiện gần ngay trước mắt, ta ngẩng đầu nhìn bùi nguyên phong, hơn nữa rất có thể hoàng thượng vốn đã muốn xuống Nam từ sớm, nhưng ngày ấy đang đợi lúc trước ta cho rằng ngài ấy đang đợi tây bắc đại thắng nhưng ngài trở về ta mới biết ngài ấy đang đợi ngài bùi nguyên phong cúi đầu không nói gì các ngài xuống nam rốt cuộc để làm gì ngài có thể nói cho ta biết không hắn trầm mặc một lúc chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta thanh anh vân tỷ vẫn rất quan tâm ngài ấy đúng không ta sửng sốt tỷ vẫn đang suy nghĩ cho ngài ấy lao tâm vì ngài ấy có phải không ngài ấy đối xử với tỷ như vậy khiến tỷ thủy vẫn không quên được ngày ấy sao thủy tú vốn đang hưng phấn bưng điểm tâm tới vừa đến cửa liền nghe câu này không khỏi sửng sốt nàng ngẩng đầu nhìn ta và bùi nguyên phong sau đó cẩn thận đặt đĩa bánh lên bàn hành lễ rồi xoay người lui xuống hai người bọn ta cứ trầm mặc như vậy những câu này chưa từng có ai hỏi thẳng ta nhưng ta không phải chưa từng hỏi chính mình tuy mỗi lần hỏi trái tim đều đau đớn nhưng chỉ khi biết chân tướng thật sự mới có thể tỉnh ngộ lần này cũng đau đớn ta không chịu nổi áp lực, ho khan, khụ khụ khụ, thấy sắc mặt ta thay đổi, Bùi Nguyên Phong vội chạy tới đỡ ta, Thanh Anh, ta xua tay muốn nói gì đó, nhưng lại nói không được, ho đến eo cũng không thể đứng thẳng, Bùi Nguyên Phong nóng nảy, một tay bế ta đi đến ghế dài, nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn ngồi xổm bên cạnh, lo lắng hỏi, Thanh Anh. Thanh Anh, tỷ không sao chứ? Tỷ không thích thì ta không hỏi nữa, ta thở hổn hển vài cái, nhìn thẳng vào mất hắn, hỏi ngược lại, nếu ta nói không phải, ngài tin không? Hắn ngơ ngẩn, nếu ta nói điều ta quan tâm chỉ là mục đích các ngài xuống nam, ngài tin không? Hắn nhìn ta một lúc, tỷ. Chỉ cần tỷ nói, ta sẽ tin. Ta mỉm cười, nhìn trong mắt không có ánh sáng của ta, sắc mặt hắn trầm xuống, cẩn thận nói, Thanh anh, ta không phải ta muốn ép tỷ, nếu tỷ thật sự, ta cũng không biết nên làm gì, chỉ là chỉ là ta không muốn thấy tỷ lại bị thương, ta cúi đầu nhìn hắn, lần này xuống nam, tỷ không cần lo lắng gì cả, được không, ta nhíu mày, bất an trong lòng ngày càng lớn, ta không muốn thấy tỷ lại bị thương, rốt cuộc các ngài xuống nam để làm gì, thấy ta cố chấp, bùi nguyên phong thở dài, thanh anh, tỷ có biết tại sao triều đình muốn phế trước tiện tịch ở phương nam lại khó vậy không, ta sửng sốt, không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, theo bản năng lắc đầu, thật ra không phải phụ hoàng chưa từng nghĩ tới, dù triều đình có mặc kệ sự sống chết của dân chúng phương Nam hay không, nhưng phế trước Tiện Tịch không phải việc dễ, cũng không phải chỉ cần một đạo thánh chỉ của phụ hoàng hay một câu của triều đình. Vậy lý do là gì? Nói thật, cho tới nay lòng ta cũng có điểm nghi ngờ này, Bùi Nguyên Hạo không phải hoàng đế tâm tư hẹp hòi, lúc trước thời điểm xuống Nam, những gì hắn làm cũng rất được lòng dân chúng, nếu không Hoàng Thiên Bá đã không mạo hiểm giúp hắn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, nhưng sau khi đăng cơ chuyện tiện tịch phương nam vẫn trì hoãn không được giải quyết trong đây rốt cuộc có lý do khó nói gì sao tỷ phải hiểu rằng nếu đã có tiện dân thì sẽ có hậu duệ quý tộc đối nghịch lại tiện dân hậu duệ quý tộc nghe bùi nguyên phong nhắc tới hai giai cấp đối lập ta dần ngộ ra điều gì đó thật ra trước đây giáng dân chúng ba tỉnh giang nam xuống thành tiện dân không phải không có lý do thuế má tiện dân phải gánh cao hơn những nơi khác mà giang nam lại là chốn giàu có phồn hoa nhất trung nguyên thuế má cao đến ngất trời này lại không rót vào quốc khố bao nhiêu, ta kinh hãi, vậy tiền đi đâu, Bùi Nguyên Phong trầm mặt một lát, Thanh Anh, tỷ có biết xuất phát điểm của hoàng tộc từ đâu không, ta mở to hai mắt nhìn hắn, cổ họng khô khốc, quan ngoại, đúng vậy, bọn ta tới từ quan ngoại, thắng kinh mới là quê hương của bọn ta. Bùi Nguyên Phong nhíu mày, trên gương mặt trẻ con lộ sự sầu lo, năm đó tổ tiên hoàng đế từ thắng kinh xuống nam đến trung nguyên, một đường đánh tới giang nam, tuy trận chiến do ông ấy đánh nhưng thật ra có sự giúp sức của người thắng kinh nếu không trận chiến lớn như vậy một khi không có đủ lương thực binh mã toàn bộ chiến trường ở trung nguyên đều sẽ sụp đổ đây là lần đầu tiên ta nghe nhắc về chuyện hoàng tộc xuống nam ngày xưa dần hiểu được thuế má giang nam đều về thắng kinh đúng thế hắn gật đầu đây là giao dịch giữa tổ tiên hoàng đế và thắng kinh tam lão tứ thiếu thắng kinh duy trì tác chiến mà chiến lợi phẩm chính là vàng bạc tơ lụa hương liệu thiết khí mỗi năm triều đình phải cho thắng kinh, nếu không có thuế má giang nam nặng nề, triều đình đã không chống đỡ nổi, thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự khiến dân chúng ba tỉnh giang nam bị biếm thành tiện dân. Trận chiến của hoàng tộc năm đó thực chất là một cuộc giao dịch giữa hoàng tộc và thắng kinh, dùng thuế má trung nguyên đổi lấy sự ủng hộ chiến tranh, chỉ có như vậy, hoàng tộc mới có thể thu toàn bộ trung nguyên vào túi, mà Giang Nam chính là lợi thế trong cuộc giao dịch này cũng khó trách trước đây hoàng tộc coi trọng trận chiến ở dương châu như vậy thậm chí không tiếc điều binh từ tây xuyên tàn sát dân trong thành nếu không chiếm được giang nam cho dù thật sự lập quốc bọn họ căn bản cũng không có cách nào hoàn lại phía thắng kinh ta đột nhiên cảm thấy buồn cười nhưng tâm lý chua xót lại khiến người ta muốn khóc tàn sát dân trong thành dương châu máu nhiễm trung nguyên ép dân chúng ba tỉnh giang nam tới thở dê không xê trên lưng phải đeo gánh nặng như vậy tất cả thì ra chỉ là vì một vụ giao dịch đúng lạc mọi vật đều có số ta nói cho nên lần này xuống nam vì có liên quan tới thắng kinh đúng vậy vì thế trước đây ngài rời kinh thành đi thanh hải thật ra không phải đi thanh hải mà là đi hỏi thăm tin tức ở thắng kinh đúng vậy thế thắng kinh rốt cuộc bị sao bùi nguyên phong im lặng giây lát thanh anh tỷ có biết thái tử tỷ có biết sau khi đại ca rời kinh thành đã đi đâu không ta lập tức mở to hai mắt ngài ấy về thắng kinh bùi nguyên phong gật đầu đầu óc ta nhất thời sáo rỗng bùi nguyên tu ngày ấy về thắng kinh khó trách khó trách sau cuộc chiến đoạt ngôi vị hoàng đế ở kinh thành y và ân hoàng hậu dường như hoàn toàn biến mất khỏi trung nguyên không còn tin tức về họ nhưng dưới bầu trời này có đất nào không phải đất của thiên tử bùi nguyên hạo đã đăng cơ sao có thể không tìm được tung tích của một phế thái tử chỉ có thắng kinh đó là nơi hắn cũng không thể động tới cũng khó trách lần đó ở ngự thư phòng ta nhìn thấy một phong thư đến từ thắng kinh bị hắn để cùng đống tấu chương từ phương nam khi ấy hắn đã tra được tung tích của bùi nguyên tu lại không có cách nào ra tay nghĩ đến đây ta vội bắt lấy tay áo bùi nguyên phong hỏi thắng kinh vậy thái tử có phải liên quan tới chuyện xảy ra ở phương nam không bùi nguyên phong gật đầu tuy ta chưa tra được ngọn ngành nhưng có tin tức nói bên thắng kinh có người xuống nam Hình như đã ký hiệp nghị với một thế lực ở phương nam, nhưng tỷ biết đấy, đa số các thế lực ở phương nam đều đối kháng với triều đình, nếu Thắng Kinh muốn ký hiệp nghị với họ, chỉ sợ thế lực nào đó ở phương nam. Trong đầu ta lập tức hiện lên một cái tên, Trường Minh Tông, Hoàng Thiên Bá và đám thích khách từng nói đó chính là thế lực đứng sau họ, nhưng thế lực này rốt cuộc lớn thế nào lại không ai biết, một hiệu thuốc hồi sinh đã làm Dương Châu Long trời đất lỡ mà hiệu thuốc kia thoạt nhìn chỉ là một chi nhánh rất nhỏ của tông môn đó mà thôi người của thắng kinh xuống nam ký hiệp nghị với trường minh tông ta biết tông môn đó vi phạm ước nguyện của hoàng thiên bá cách làm của họ ngoan độc cực đoan như vậy nếu thật sự ký hiệp nghị với thắng kinh thế rốt cuộc sẽ là hiệp nghị gì nghĩ đến đây cung mày ta nhíu chặt lúc này trước mắt bỗng xuất hiện một bóng ma ta còn chưa hoàng hồn một bàn tay to ấm áp đã nhẹ nhàng xoa cung mày ta ngước mắt mới thấy bùi nguyên phong đang nhìn ta Thanh Anh, chuyện xuống nam lần này tỷ đừng lo lắng, được không? Vương gia, ngài nói ta biết. Người xuống thắng kinh lần này là ai? Cương mặt bùi nguyên phong thoáng dao động, ta không biết đại ca có hành động gì không, nhưng hình như là... Đại tẩu xuống nam, ta lập tức ngộ ra mọi việc, khó trách hắn muốn ta đừng quản chuyện phương nam, khó trách vừa rồi hắn bảo không muốn thấy ta lại bị thương. Lần ta lên đường gấp gáp như vậy, dọc đường ngoại trừ tiếp viện, ngay cả thời gian quan viên ven bờ lên thuyền dập đầu thỉnh an cũng có, thì ra con thuyền này không phải xuôi dòng, mà là vì bị lôi kéo, thấy hắn lo lắng, ta cười cười, ta ngồi dựa vào ghế, lòng nờ dê cực đau đớn từng cơn chưa từng dừng, nhưng thời gian dài, dường như đã không còn quá khó để chịu đựng, chờ đến khi mọi thứ bình thường lại, ta thấy Bùi Nguyên Phong vẫn ngồi sổn trước mặt, hai tay đỡ ghế dựa cẩn thận nhìn ta, trên gương mặt trẻ tuổi tràn ngập sự lo lắng, vương gia ta nghĩ nghĩ nói ta còn một vấn đề muốn hỏi ngài tỷ nói đi ngài tại sao vẫn ở lại triều đình giúp hoàng thượng bùi nguyên phong cứng đờ đây là vấn đề cho tới nay ta vẫn không thể hiểu bùi nguyên phong là con của ân hoàng hậu nếu xét về huyết mạch hắn và bùi nguyên tu thân thiết hơn nhưng sau đại chiến đoạt đích bùi nguyên hạo đăng cơ hắn lại không hề phản kháng thậm chí lần này sau khi biết tung tích của ân hoàng hậu và bùi nguyên tu hắn vẫn trở về hơn nữa tiếp tục phụ tá Bùi Nguyên Hạo, thấy ta trịnh trọng nhìn, Bùi Nguyên Phong im lặng một lát, đột nhiên cười, thanh anh, có lẽ trong mắt tỷ ta vẫn là một hài tử, nhưng thật ra ta cũng có khát vọng của riêng mình, ta cũng hy vọng có thể phế trước tiện tịch ở phương Nam, để người Hán cùng người quan ngoại chúng ta hợp thành một thể, để thiên triều Nam Bắc dung hợp. Chỉ có vậy, Trung Nguyên mới có thịnh thế thật sự, ta cưỡi ngựa đánh giặc, tắm máu xa trường không phải vì ta hiếu chiến, mà là vì ta có khát vọng và lý tưởng của ta tuy ta là nhi tử của mẫu hậu nhưng khát vọng của ta và hoàng thượng mới giống nhau ta sững sờ nhìn hắn nhất thời không nói ra lời có lẽ vì từ xưa tới nay ở trước mặt ta hắn thẳng thắn như hài tử làm ta quên rằng thật ra hắn là tướng quân kiêu dũng thiện chiến nhất thiên triều là nam tử có khát vọng có tâm huyết thì ra hắn có cùng lý tưởng và khát vọng với bùi nguyên hạo ta bỗng nhớ lại lần đầu gặp hắn ở thượng dương cung có lẽ Bùi Nguyên Hạo chưa chắc là huynh trưởng thân thiện, cho nên Bùi Nguyên Phong cũng không hoàn toàn mở lòng với hắn, nhưng hai người lại có cùng khát vọng, đây mới là nguyên nhân khiến họ không rời bỏ nhau. Trong thế giới của nam nhân, tình cảm vẫn chiếm phần lớn, nhưng ngoại trừ tình cảm, bọn họ có nhiều thứ quan trọng hơn dẫn đường cho họ, khiến họ vì thế mà giao tranh, phấn đấu, thậm chí là tắm máu cũng không hối hận, thấy hai mắt ta đỏ lên, Bùi Nguyên Phong lập tức hỏi, Thanh Anh, tỷ. Đang giận ta sao? Sao cơ? Lúc ấy, thật ra ta đối với tỷ, hắn còn chưa nói xong, ta đã khẽ cười, tiếp lời hắn, vương gia, ta không giận, ta đang bội phục ngài. Chỉ có người kiên trì với khát vọng và lý tưởng của mình mới là nam tử hán thật sự, trong mắt ta, ngài là nam nhân đỉnh thiên lập địa, hắn ngẩn ra, vui sướng nhìn ta, ta lại chậm rãi dời mắt nhìn về phương xa, sách trời đã dần tới, phương nam đã gần ngay trước mặt, khát vọng và lý tưởng của các ngài ở phương Nam sẽ gặp được ai? Sẽ có tương lai như thế nào? Chúng ta tới Dương Châu vào một buổi sáng sớm bị sương bao phủ. Trên bến tàu cờ bay phấp phới, biển người tấp nập, thuyền còn chưa tới cảng đã nghe tiếng ầm ỉ rung trời, nước sông cũng chấn động mà gần sóng. Trước khi chúng ta tới, Vũ Lâm Vệ đã tới Dương Châu trước nửa ngày, hiện đã bố trí nhân thủ khắp nơi. Người của phủ Dương Châu cũng vô cùng cẩn thận. Trên bến tàu có ba tầng hộ vệ, cho dù cách sương mù vẫn có thể cảm nhận được sát khí mà đám quan viên kia sớm đã ăn mặc chỉnh tề theo quy tắc đứng trên bến tàu đón gió chờ đi tuần lần này và xuống nam trước đây quả nhiên xưa đâu bằng nay ta đứng ở một góc khuất trên bông tàu nhìn biển người bên dưới vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ rốt cuộc có những ai cũng biết trong số họ có bao nhiêu dân chúng có bao nhiêu kẻ có lòng riêng đúng lúc này trên đầu thuyền bên kia truyền tới tiếng ù ù là tiếng hộ vệ diễu hành ta vừa ngước mắt liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé từ bên trong đi ra Đôi mắt lạnh lẽo kia trong sương mù càng lãnh đạm, thời điểm quay đầu nhìn ta, bên trong lóe lên một tia sáng, nàng ta chậm rãi đi tới, nhạc cô nương, chiêu nghi nương nương, chiêu nghi lưu ly là phi tần duy nhất hoàng đế dẫn theo trong chuyến xuống nam lần này, mấy hôm nay ta không hề gặp Bùi Nguyên Hạo, mà nàng ta cũng ở bên hắn, từ xa ta chỉ nhìn thấy một hai lần, không hề nói chuyện, hiện giờ nàng ta tới trước mặt, một số lễ nghi vẫn phải giữ, ta lập tức hành lễ nàng ta hoàn toàn không quan tâm ta lễ nghi không chu toàn tay đỡ lan can nhìn thoáng xuống dưới khẽ cười nhạc cô nương đang nhìn gì đấy ta còn chưa biết nên trả lời thế nào nàng ta đã cười lạnh phương nam nhiều cường đạo trong số những người kia chỉ sợ không ít kẻ có lòng xấu từ lần đầu gặp nàng ta trong cung ta đã có thể cảm nhận nàng ta thù địch phương nam có lẽ vì phụ thân bỏ mạng trong tay thích khách mà lần này bùi nguyên hạo đưa nàng ta xuống nam cũng vì ca ca nàng ta lần nữa bị ám sát đến hiện tại còn chưa biết sống chết, muốn nàng ta thích người phương Nam đúng là rất khó, vì thế ta khẽ cười, mây mù mênh mông, đáng thương cho Tây Bắc nổi khói lửa. Cường đạo há chỉ có phương Nam mới có, nàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt trở nên sắc bén, hình như nhạc cô nương có hơi thiên vị người phương Nam, nô tỳ hiện đang là kẻ mang tội, cho dù có thiên vị cũng chẳng làm được gì. Nhưng còn chiêu nghi nương nương, ta ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, thân là người đứng trên cao, chỉ cần hơi lệch một chút sẽ khiến bên dưới trời long đất lở liên lụy người vô tội như thế chẳng phải rất tội lỗi sao nàng trầm giọng ngươi vẫn đang nói chuyện giúp người phương nam nếu có cơ hội nô tỳ nguyện nói chuyện giúp người trong thiên hạ lưu chiêu nghi nhìn ta chân mày xuân liễu hơi nhíu lại không nói nữa cả hai im lặng đúng lúc này tiếng của ngọc công công vang lên hoàng thượng giá lâm ta và nàng giật mình cùng quay đầu liền thấy Bùi Nguyên Hạo đứng ở cửa khoang tàu dùng ánh mắt sáng quắc nhìn qua bên này, cũng không biết đã đứng đó bao lâu. Chúng ta vội lùi một bước, quỳ xuống thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đi tới, ta nhìn góc áo tới trước mặt liền dừng lại, tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chúng ta, giống như đang soi xét gì đó, qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng, bình thân, ta vừa lưu chiêu nghi đứng dậy, còn chưa kịp nói gì, Bùi Nguyên Phong vội từ trong khoang thuyền chạy tới. Ngọc công công lớn tiếng thỉnh an. Bùi Nguyên Phong vừa thấy ta, lập tức chạy đến, "Thanh anh, tỷ ở đây à?" "Ta tìm tỷ nửa ngày rồi, Vương gia." Ta hành lễ với hắn, hắn đi tới nhìn ta, lại nhìn Bùi Nguyên Hạo, cúi đầu, "Hoàng thượng." Bùi Nguyên Hạo liếc nhìn chúng ta, không nói chuyện, lạnh lùng quay mặt đi nhìn biển người ở bến tàu. Thuyền lớn như một ngọn núi di động dần cập bến bóng ma khổng lồ bao trùm xuống, mọi người đều ngẩng đầu nhìn phàm nhân nhìn thấy tiên giới, quanh một tiếng, thuyền cuối cùng cũng cập bến, thân thuyền hơi lắc lư, mọi người nhất thời đều lão đảo, thật ra lúc này hoàng đế nên ngồi trong khoang lớn, chờ thuyền dừng ổn định rồi mới đi ra, có điều hắn đã ra đây, thế đứng rất vững ổn, bùi nguyên phong cũng không hề chịu ảnh hưởng, thấy ta lắc lư, bùi nguyên phong vội duỗi tay đỡ lấy, cẩn thận, ta lão đảo một hồi mới đứng vững, đa tạ, vừa ngẩng đầu, lại thấy bùi nguyên hạo nghiêng mặt nhìn chúng ta, đôi mắt đen nhánh của hắn trong sương mù mờ mịt không để lộ chút cảm xúc gì. Hắn chỉ nhìn một cái, lại quay đầu đi, quanh tiếng nữa, thuyền hoàn toàn dừng vững, ván cầu từ trên bến đưa tới thuyền lớn, lễ binh lập tức chạy qua, rất nhanh đã bao quanh các phía. Thời điểm một chân bùi nguyên hảo bước lên, người trên bến tàu đồng loạt quỳ xuống, cùng hô to, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếng vang rung trời, theo nghi thức, Bùi Nguyên Hạo chậm rãi đi xuống dưới, Bùi Nguyên Phong vốn phải đi theo, nhưng lúc này hắn vẫn đứng yên trên bông tàu cúi đầu nhìn bên dưới, sắc mặt nặng nề, ta nhẹ giọng, vương gia, ngài đang lo người của thắng kinh sao, nghe nói lần trước mọi người tới từng bị ám sát mấy lần, ta cười cười, lần này chắc sẽ không, tại sao, nếu lần này người của thắng kinh thật sự là Thái, là Nam Cung Tiểu Thư, thích khách ở phương Nam sẽ không tùy tiện hành động, Bùi Nguyên Phong cúi đầu nhìn ta, thanh anh, tỷ, yên tâm. Ta mỉm cười, nghiêm túc nói, ta từng tiếp xúc với họ, nếu họ thật sự muốn ra tay, trên đường tới đây sẽ không thái bình như vậy, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hẳn là vì có người áp chế. Ta đoán lần này Nam cung tiểu thư tới vẫn chưa ký hiệp nghị gì đó nhanh như vậy, hoàng thượng còn cơ hội. Bùi Nguyên Phong sững sờ nhìn ta, qua hồi lâu mới gật đầu, từ một tiếng. Lúc này Loan giá đã sắp lên bến tàu, hắn kéo cánh tay ta một cái, liền xoay người gấp gáp đi qua ta vẫn đứng trên bông tàu nhìn cảnh bên dưới quan viên dương châu quỳ xuống nên đón thánh giá lễ nhạc tề minh rất có khí thế có điều trên thuyền vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý ta theo bọn họ ở lại thuyền chờ đến khi thật sự lên bờ đã qua buổi trưa có lẽ vì ở trên thuyền quá lâu lúc lên đất liền đầu có hơi choáng váng thủy tú vội đỡ ta lúc này phía trước có cổ kiệu tới nói là vương gia hạ lệnh đón ta tới châu phủ ta thầm cười không ngờ hắn lại thận trọng như vậy xuất cung, việc ta là kẻ mang tội không nhiều người biết, huống hồ sức khỏe lại không tốt, vì thế lên cổ kiệu ngồi, nghe tiếng ầm ỉ bên ngoài, bến tàu nằm ở phía đông Dương Châu, cổ kiệu từ đông giao hướng vào thành. Lần đầu thủy tú xuất cung xuống nam, mọi thứ đối với nàng đều xa lạ, thỉnh thoảng dựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, hưng phấn kể ta nghe, ban đầu ta còn cười, dần dần, cảnh sắc xung quanh trở trở nên quen thuộc, nơi này là, liếc nhìn cửa hàng phía trước, trái tim ta lập tức thắt chặt, hiệu thuốc hồi sinh, cổ kiệu tới gần, ta lại càng kinh hãi, hiệu thuốc này thế mà đóng chặt cửa, thậm chí bản hiệu treo bên trên cũng tháo đi, vô cùng an tĩnh, không hề có tiếng động, người qua lại dường như cũng quên rằng nơi này từng xảy ra chuyện gì, không ai thèm nó vào trong dù chỉ một cái, hiệu thuốc hồi sinh đóng cửa. Ngay cả bản hiệu cũng tháo xuống, chẳng lẽ, lòng ta nhất thời rất loạn, không biết sau khi chúng ta đi nơi này đã xảy ra chuyện gì còn cả hoàng thiên bá, còn cả bọn mộ hoa, cổ kiệu không hề vì tâm trạng của ta mà dừng lại, chốc lát sau đã rời khỏi nơi này, chớp mắt đã tới châu phủ, phong cảnh vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng độ phô trương lại xưa đâu bằng nay, toàn bộ châu phủ rực rỡ lên hẳn, ngay cả bậc thang cũng đổi thành cẩm thạch trắng, điêu lan ngọc thế, đình đài lầu các càng tinh xảo hoa mỹ, vào châu phủ cứ như bước vào một bức tranh, thân phận của ta tuy rằng vẫn là cung nữ, nhưng lại không giống cung nữ bình thường, một vài người cũ của châu phủ sớm đã nhận ra ta lại thấy ta ngồi cổ kiệu vương gia phái tới dù không biết ta đang có thân phận gì nhưng cũng không dám chậm trễ nhanh chóng đi sắp xếp phòng cũng an bài cho thủy tú ở cách vách để tiện chiếu cố chờ mọi thứ thỏa đáng đã gần đến hoàng hôn tiền viện châu phủ vẫn ầm ĩ mãi đến khi mặt trời lặn mới dần an tĩnh nhưng lòng ta lại không thể bình tĩnh lại hình ảnh của hiệu thuốc hồi sinh vẫn khiến trái tim ta run rẩy ta và bùi nguyên hạo đều biết đó là cứ điểm của thích khách hoặc có thể nói là phản tặc cũng là nơi duy nhất chúng ta có thể tiếp xúc với họ nhưng hiện tại hiệu thuốc hồi sinh lại đóng cửa nó đóng cửa khi nào lần trước sau khi rời dương châu hắn có tiếp tục phái người điều tra nơi này không có kết quả gì bọn họ đóng cửa là vì nam cung ly châu xuống nam hay vì bùi nguyên hạo xuống nam cô nương tiếng của thủy tú vang lên bên tai cắt ngang suy nghĩ của ta quay đầu nhìn nàng oán hận đi tới người lại suy nghĩ gì đấy. Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút, người xem người đi, đầu đầy mồ hôi lạnh rồi. Nói tới đây, nàng lấy khăn nhẹ nhàng lau cho ta, miệng còn lại nhảy, sức khỏe vốn đã không tốt người còn không chịu tỉnh dưỡng à. Ta miễn cưỡng cười, giữa trưa vốn chỉ ăn một chút, lúc này cũng hơi đói bụng, đang định nhờ nàng đi lấy điểm tâm thì thấy có một thị nữ tới, khách khí gọi, nhạc thanh anh cô nương. Ta quay đầu nhìn nàng ấy, có việc gì sao, cho truyền cô nương qua truyền ta qua ta nhíu mày ai truyền ta thị nữ kia liếc nhìn ta nhíu mày đương nhiên là hoàng thượng bùi nguyên hạo truyền ta ta giật mình ngay cả thủy tú cũng kinh ngạc cẩn thận đi tới đỡ cánh tay ta chớp mắt ta nghĩ nghĩ lại hỏi hoàng thượng đang nghị sự cùng các vị đại nhân hay là thị nữ bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng kiên kỵ thân phận của ta vẫn miễn cưỡng cười nói cô nương truyền người qua là mệnh lệnh của hoàng thượng nghe nàng ta nói vậy Thủy Tú càng lo lắng, cô nương, có cần nô tỳ đi báo với vương gia không? Ta khẽ cười vỗ vỗ tay nàng ấy, không sao, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, ta sửa sang lại dung nhan một chút liền ra ngoài. Thị tỳ kia đi trước dẫn đường. Thật ra đường đi nơi này ta đã rất quen thuộc, cho nên khi nàng dẫn ta lên cầu, nhìn nội viện cách đó không xa, ta liền hiểu rõ mọi việc. Tới cổng lớn, thị tỳ thông báo một tiếng, rồi lui xuống, cổng lớn đóng chặt bên trong hoàn toàn không một động tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy ánh nến leo lắc chiếu rọi trên cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy dáng người quen thuộc. Ta nhẹ nhàng đi lên bậc thang, duỗi tay mở cửa, hắn đang ngồi bên bàn, nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước, lãnh đạm đến mức cứ như có thể nhìn thấu cơ thể ta mà nhìn đi rất xa. Ta đi tới, không người hành lễ, hoàng thượng, hầu hạ trẫm cởi xiêm y, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vẫn còn mặc long bào, hôm nay xuống thuyền, nghe nói hắn còn triệu kiến quan viên các cấp của Dương Châu, nghị sự gần hai canh giờ, tối nay Châu Phủ có tiệc tối, đương nhiên không thể lại tiếp tục mặc long bào dày nặng, khi còn ở Kinh Thành, ta đã bị biếm vào lãnh cung, hơn nữa còn là kẻ mang tội, loại chuyện này vốn không nên do ta làm, nhưng ta không nhiều lời, ngoan ngoãn đi qua. Hắn đứng dậy gian tay, ta liền cởi đai lưng cho hắn, trong phòng rất an tĩnh, từng lớp xiêm y dày nặng được cởi xuống, ngoại trừ tiếng sàn sát của y phục, trong phòng im ắng đến không còn gì cả, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Cuối cùng, trên người hắn chỉ còn một kiện áo lót, đai lưng được tháo đi, cổ tay áo rũ xuống, ta liền thấy vết thương chồng chất trên cổ tay, vết thương mới, sẹo cũ đang xen ngang dọc trên cổ tay hắn, hoặc nhìn có hơi dữ tợn, cho dù đã kết vẫy, vết thương cũng cũng sớm đã tạo sẹo nhưng mơ hồ vẫn có thể tưởng tượng được một mảng đỏ thắm khi đó, cảm giác ánh mắt ta dừng một khoảng thời gian dài, Hắn cúi đầu nhìn ta, đôi mắt ấy vẫn đen nhánh, lại đen đến mức khiến người ta sợ hãi, ta nhẹ nhàng buông tay hắn xuống, xoay người cầm sim y treo trên giá hầu hạ hắn mặc vào, sau đó đi tới trước mặt hắn giúp hắn cài từng nút thắt. Hắn không nói gì, cứ nhìn ta như vậy, trầm mặc một khi lâu rồi sẽ như dằn co, ta không lên tiếng, hắn cũng không nói chuyện, nhưng cũng không thể cứ vậy mãi. Im lặng rất lâu, vẫn là ta mở lời trước, lúc từ bến tàu tới đây đô tì nhìn thấy hiệu thuốc hồi sinh đóng cửa hắn vẫn lạnh lùng nhìn ta trước khi đi hoàng thượng có phải người theo dõi họ không hắn hít sâu một hơi trầm giọng tuy có phái người theo dõi nhưng lại không nhìn thẳng hắn không hề tức giận có lẽ vì người của hiệu thuốc hồi sinh vốn không dễ đối phó huống hồ trước đây hoàng thiên bá vào kinh giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hẳn cũng có cách khiến hắn thả lỏng cảnh giác với phương nam hơn nữa chỉ sợ người trong tông môn kia ai nấy đều có thủ đoạn quan phủ dùng mọi cách cũng không áp chế họ được hiện giờ theo dõi bị mất dấu cũng không có gì lạ có điều hiệu thuốc hồi sinh là chi nhánh duy nhất của tông môn kia mà chúng ta biết nếu sợi dây này bị cắt đứt e rằng khó tìm nếu cứ tiếp tục như vậy lỡ người của thắng kinh và trường minh tông thật sự thỏa thuận thành công triều đình sẽ gặp bất lợi ta nhíu mày vậy ở phương nam có manh mối khác không hắn cúi đầu nhìn ta ta bị hắn nhìn đến lòng nhảy dựng cũng ý thức được bản thân nhiều lời vì thế vội cúi đầu tiếp tục cài nút thắt trước nờ dê cực hắn. Qua một lúc, hắn trầm giọng hỏi, Hoàng Thiên Bá ở đâu, ngón tay ta rung lên, thì ra đây mới là nguyên nhân hắn tìm tới ta. Ta tiếp tục công việc của mình, bình tĩnh đáp, nô tỳ không biết, hắn nhớ mày, lúc bỏ đi, ngài ấy đã thoát khỏi hiệu thuốc hồi sinh, Các đức liên lạc với những người này. Nô tỳ tin rằng ngài ấy sẽ không quay về nơi không ủng hộ mình, làm chuyện mình không muốn làm, hắn có thể quyết tuyệt đến vậy đối với người và nơi bản thân không cần lưu luyến quyết tuyệt là điều nên làm nghe tới đây bùi nguyên hạo đột nhiên bắt lấy cổ tay ta hắn dùng rất nhiều sức ta đau tới nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn nàng có thể quyết tuyệt tới đâu cổng lớn bỗng mở ra ta và hắn đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại thấy bùi nguyên phong căng thẳng đứng ở cửa vừa thấy hắn ngồi cạnh bàn mà ta chỉ đứng bên cạnh nét hoảng sợ trên mặt mới tan đi một chút hoàng thượng nguyên phong đệ càng ngày càng kỳ lạ Hắn không giống tức giận, nhưng cách nói chuyện không hề bâng quơ, Bùi Nguyên Phong nhìn ta, cúi đầu, hoàng thượng thứ tội, vi thần. Vi thần chỉ không yên tâm mà thôi, không yên tâm. Bùi Nguyên Hạo đứng dậy nhìn hắn, không yên tâm nàng hay không yên tâm trẫm? Nguyên Phong, cho dù trẫm từng nói những lời đó, nhưng hiện tại nàng vẫn là nữ nhân của trẫm, Bùi Nguyên Phong quỳ xuống, vi thần biết tội, ta đứng bên cạnh, cũng cúi đầu không nói lời nào, Bùi Nguyên Hạo đến trước mặt hắn nhìn hắn chốt lát, phất tay một cái, ra ngoài. Các đại thần châu phủ sớm đã chờ bên ngoài, có lẽ vì không ngờ tề vương gia sẽ xông tới như vậy, cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều đứng ở xa, cẩn thận cúi đầu, thấy bùi nguyên hạo ra ngoài, lập tức quỳ xuống nên đón, chờ bọn họ đều đi xa rồi, ta mới đi đến bên cạnh bùi nguyên phong. Hắn vội vàng đứng dậy, bắt lấy cánh tay ta, lo lắng hỏi, thanh anh, tỷ không sao chứ, ta không sao ngày ấy. Hoàng thượng gọi tỷ tới đây làm gì, ta khẽ cười, thật sự không có gì, chỉ hầu hạ hoàng thượng thay sim y thôi, thay sim y. Tại sao? Phải gọi tỷ, ta thấy hắn có vẻ không vui, còn hơi căng thẳng, không khỏi thở dài, vương gia, ngày ấy là hoàng thượng, hành động vừa rồi của hắn thật sự quá nguy hiểm, đã hoàn toàn vượt qua lễ nghi quân thần, may mà tính cách bùi nguyên hạo tuy không tốt nhưng đối với hắn vẫn khoan dung nếu không với tính nết này hắn sớm đã xảy ra chuyện, lần này, ta và hắn như quay lại lần đầu gặp nhau, ở trong mắt ta hắn vẫn là nam hài lỗ M4NG không biết họa phúc là gì, nghe ta giáo huấn hắn lộ vẻ uể oải, ta chỉ là sợ tỷ lại. Cảnh tỷ bị nhốt ở lãnh cung, ta thật sự không muốn nhìn thấy nữa, ta khẽ cười, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, không sao, nếu ngài đã bình an từ thắng kinh trở về, không để ta lo lắng, ta cũng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện khiến ngài lo lắng. Hắn nhìn ta, gật đầu thật mạnh, cùng hắn ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy một vùng trời nơi xa được chiếu sáng. Ta hỏi, tiệc tối đêm nay tổ chức ở bên đó sao? Từ, hoàng thượng hạ lệnh muốn vui cùng dân. Xem ra ngài ấy nghĩ giống tỷ, ta biết hắn đang chỉ lời ta từng nói, nếu người xuống Nam là Nam Cung Ly Châu, như vậy sát thủ phương Nam sẽ không tùy tiện ra tay, giữa Bùi Nguyên Hạo và Nam Cung Ly Châu dường như có sự ăn ý không nói nên lời, tuy đứng ở hai lập trường đối lập, nhưng chính vì quá hiểu đối phương, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của người kia, cảm giác này chắc chắn không thể hình thành trong một sớm một chiều, thời điểm tới cổng nội viện, hộ vệ hai bên vừa thấy chúng ta, lập tức hành lễ với Bùi Nguyên Phong. Bùi Nguyên Phong tùy tiện dặn dò hai câu, tiếp tục cùng ta sống vai ra ngoài. Ta hỏi, vương gia, phòng hộ ở châu phủ đều giao cho vũ lâm vệ à ừ ta nghe nói lưu nghị đại nhân bị thương nặng đã tỉnh ừ chiều nay hoàng thượng có đi thăm ông ta tuy không thể đứng dậy nhưng vẫn ở trên giường dập đầu ta nghe nói có bắt được mấy tên thích khách vẫn không thẩm vấn ra gì sao đám thích khách này đều được huấn luyện nghiêm khắc bị ép quá mức sẽ tự sát nếu thế thì manh mối sẽ không còn người của châu phủ làm việc rất cẩn thận không dám nghiêm hình bức cung chờ hoàng thượng xuống nam lần này định đoạt ta gật đầu, cùng hắn đi về phía trước. Lúc này đã sắp tới cổng lớn, ta dừng lại, nói, vương gia, có thể cho ta đi gặp những thích khách đó không? Hắn giật mình, quay đầu nhìn ta, cái gì? Tỷ muốn đi gặp những thích khách kia, bùi nguyên phong giật mình, quay đầu nhìn ta, cái gì? Tỷ muốn đi gặp đám thích khách đó, ta gật đầu, hắn nhíu mày, trầm mặt nhìn ta một lúc, mới nói, thanh anh, những lời ta nói với tỷ trên thuyền tại sao tỷ không chịu nghe? ta đã nói với tỷ những việc ở giang nam này tỷ tốt nhất đừng quản nhưng tỷ thấy hắn lo lắng ta lại khẽ cười cắt ngang vương gia việc ta làm không vì ai cả ta làm như vậy là vì đây là việc lớn sẽ ảnh hưởng tới ngàn vạn con người ta từng bị thích khách bắt cóc cũng từng qua lại với vài người trong số họ ta đi có lẽ sẽ có ít hơn các ngài dụng hình nhìn ta bình tĩnh cười bùi nguyên phong vẫn còn do dự ta tiếp tục nếu may mắn hỏi ra gì đó cũng tiện cho các ngài đi tìm vẫn tốt hơn động đao động thương máu bắn năm bước ngài nói đúng không bùi nguyên phong vẫn không tin ta nhíu mày im lặng hồi lâu hắn thở dài nói thôi được ta có thể sắp xếp có điều đêm nay không được bọn ta đều phải đi dạ yến chờ qua tối nay ta sẽ sắp xếp cho tỷ ta gật đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời thành lâu được đèn dầu chiếu rọi sáng như ban ngày không nói gì nữa đi theo bùi nguyên phong bên ngoài ầm ỉ, tiếng người ồn ào vang vọng phía chân trời. Đèn lồng đủ kiểu dáng treo đầy thành lâu lắc lư theo gió, ánh sáng đỏ thấm chiếu rọi cả thành lâu, cứ như bao phủ trong một trận mây đỏ. Quan phủ tổ chức tiệc tối bên trên, dường như nửa người Dương Châu đều tụ tập bên dưới, phóng mắt nhìn ra xa, biển người tấp nập, ầm ỉ rung trời, tất cả đều giống hình ảnh của hơn một năm trước, điểm khác biệt chính là lần này ta đứng bên trên, không giống quá khứ chỉ có thể đứng dưới nhìn từ xa, cũng không nghèo túng, chất vật, thậm chí tuy đám quan viên đã biết ta là cung nữ đang chịu tội, nhưng thân tính của hoàng đế đều khách khí với ta, ngay cả tề vương cũng ở bên cạnh, đám người này đều có đôi mắt luyện trong chảo dầu, đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này, khi ta đi qua, tất cả liền chắp tay mỉm cười, ta xấu hổ, im lặng, quay đầu nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo chen chúc như ăn tết dưới thành lâu, ầm ỉ đến đinh tai nhức óc. Thấy ta nhìn dòng người chen chúc xô đẩy, lại quay đầu nhìn đám thị vệ trên thành lâu bùi nguyên phong nhẹ nhàng hỏi thanh anh tỷ đang nhìn gì đấy những người này không phải tất cả đều là vũ lâm vệ ừ bọn họ đâu một nửa ở lại châu phủ nửa còn lại được giao nhiệm vụ ra ngoài hoàng thượng lệnh họ đi tìm hiểu tin tức bắt buộc phải trong ba ngày ra được manh mối của thích khách ta nghĩ nghĩ đột nhiên bật cười ta đoán những người này đều đã gặp nam cung tiểu thư đúng không sắc mặt bùi nguyên phong cứng đờ ta cười bảo Tuy hoàng thượng xuống nam không phải vì chuyện này, nhưng đây luôn là một nỗi niềm trong lòng ngài ấy. Ta quay đầu nhìn bên dưới, còn cả ngọn đèn dầu phương xa, cũng không biết Nam cung tiểu thư có ở bên dưới không, tỷ đoán có thể có không? Có. Tại sao? Ta khẽ cười, quay đầu nhìn hắn, nếu ta là Nam cung tiểu thư, ta cũng muốn tới xem một chút, ta đoán ngài ấy cũng muốn gặp Nam cung tiểu thư, con người vẫn thế, nhưng hoàng đế và hoàng tử lại có khác biệt, huống hồ Quan hệ giữa họ chẳng khác nào sợi dây kéo dài từ Kinh Thành đến Thắng Kinh, lại vượt mấy ngàn dặm xuống Nam, không thể cắt đứt, nàng ấy chắc cũng muốn gặp Bùi Nguyên Hạo, mà Bùi Nguyên Hạo sao có thể buông bỏ nàng ấy được, Bùi Nguyên Phong cứ nhìn ta, dáng vẻ dần trở nên cô đơn. Qua hồi lâu, hắn nhẹ giọng, thanh anh, đến khi nào thì tỷ mới có thể hiểu ta như huynh ấy đây, ta giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn, trên gương mặt anh Tuấn trẻ tuổi trong bóng đêm lộ sự mất mát, ngay cả đôi mắt sáng như sao kia cũng trở nên ảm đạm, ta thở hổn hển, muốn nói gì đó, nhưng ít hầu lại khô khốc đến nói không ra lời, mà hắn vừa thấy ta bối rối liền vội nở nụ cười, nói, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, tỷ đừng để ý, không cần lo cho ta, ta, ta chỉ hy vọng tỷ có thể vui vẻ, thế là tốt rồi, tuy hắn nói vậy, nhưng mất mắt trong mắt lại không giấu được ai, ta im lặng một hồi, nhẹ giọng, vương gia, có những chuyện không như ngài nghĩ hắn trông mong nhìn ta nhưng lại không dám hỏi chỉ sợ hỏi rồi lại nhận đáp án đau đớn hơn ta nghĩ nghĩ khẽ cười tương lai ngài sẽ hiểu đúng lúc này nơi xa truyền tới tiếng thông báo hoàng thượng giá lâm quan viên xung quanh tức khắc vực dậy tinh thần tất cả đều nghiêm túc đứng ta quay đầu thấy phía trước có một người đi tới nhiều nhất là hộ vệ và quan viên tùy tùng hoàng đế dẫn xuống nam còn thân ảnh đi giữa quen thuộc chính là bùi nguyên hạo đây là lần đầu tiên thiên tử đích thân tới phương nam từ khi thiên triều lập quốc tới nay dù trước đây đã xảy ra chuyện gì lần này hắn xuống nam quả thật khiến dân chúng phương nam từ sợ hãi đến hoài nghi từ hoài nghi đến kinh ngạc hiện tại mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn hắn sắc mặt bùi nguyên hạo vẫn lạnh lùng thái độ cứng rắn như nham thạch trường bào màu vàng mặt trên người hắn cũng lộ ra nét đẹp quý giá và trầm ổn khó mà miêu tả bằng lời ở trong màn đêm càng là nơi chói lóa nhất lúc bắt đầu dân chúng bên dưới vốn còn cãi cọ ầm ĩ, chờ đến khi thật sự nhìn thấy thiên tử như thiên nhân bước ra, tất cả đều trở nên lặng ngắt như tờ, cả đất trời dường như đều trầm tĩnh vì hắn, cũng không biết ai đi đầu, bá tánh chậm rãi quỳ xuống, nhìn biển người đen nghìn nghịt, ta quay đầu nhìn nam nhân đứng giữa kia, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả dưới chân như một vị thần đang nhìn chúng sinh, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô rung trời vang lên, hắn nhẹ nhàng giơ tay, bình thân. Ngay lúc vừa nói xong câu này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bước lên một bước nhìn chầm chầm bên dưới, tay nâng lên nắm chặt tường thành như muốn bóp nát hòn đá. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy hắn như vậy, quan viên xung quanh đều kinh ngạc, Bùi Nguyên Phong cũng vội tiến lên một bước, thấp giọng hoàng thượng, sao thế? Bùi Nguyên Hạo không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm bên dưới, tay nắm chặt đến trắng bệt, lòng ta chợt có linh cảm, lập tức quay đầu nhìn dưới thành lâu. Dân chúng dưới thành lâu còn chưa kịp đứng dậy, biển người đen nghìn nghiệp trong màn đêm như bóng đen vô tận, nhưng ánh mắt bùi nguyên hạo lại nhìn chầm chầm phương xa, đúng lúc này, biển người nổi loạn, từ bốn phương tám hướng từ hướng bùi nguyên hạo nhìn bỗng chạy như bay, đó là giao lộ phía tây. Năm người chen chúc không kẻ hở, nhưng những người đó vẫn liều mạng xông ra, cứ như muốn vội vàng bắt lấy thứ gì đó, gì vậy, mau tránh ra. Tránh ra, bắt lấy họ, tiếng ầm ỉ từ nơi xa vang lên, dân chúng trên đường không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa thấy tư thế của đám người này cũng ý thức được là quan gia đang bắt người lập tức lui sang một bên mấy quan viên tức giận cao mày muốn nói gì đó ta lại chỉ liếc nhìn đám người phương xa thân ảnh mơ hồ có chút quen thuộc kia tức khắc thay đổi sắc mặt cẩn thận thích khách không không phải thích khách những người đó cản bản không phải muốn xông về đây mà là sau lúc đại loạn bọn họ muốn rời đi theo hướng ngược lại dòng người hoảng loạn như thủy triều dữ dội dữ dội đến mức muốn xô đổ toàn bộ dương châu trong đám đông đó ta chú ý tới một bóng người tuy xung quanh hoảng loạn nhưng nàng vẫn không dính bùi trần nghiêm nghị như tiên cho dù màn đêm đã sâu đứng giữa nhiều người như vậy cũng không thể phai nhạt khí chất của nàng vẻ đẹp của nàng không có thời gian khoảng cách nào có thể hủy diệt rõ ràng cách xa như vậy ta vẫn thấy rõ nàng được người xung quanh che chở lùi về sau vừa đi vừa quay đầu nhìn nam nhân trên thành lâu này ánh mắt giao nhau có ngọn lửa được đốt lên không nói nên lời vừa thấy thân ảnh kia Bùi Nguyên Hạo lập tức nắm chặt hai tay, Vũ Lâm vệ sớm đã khởi động, bọn họ không màng tất cả mà xông về phía đó. Dân chúng cũng biết đã xảy ra chuyện, người từng trải qua cuộc tập kích của thích khách năm trước đều sợ chuốt họa vào thân, la lối bỏ chạy, tạo ra không ít cản trở cho Vũ Lâm vệ, dưới thành lâu tức khắc loạn càng thêm loạn, ta cứ như thấy lại cảnh tượng trong đêm một năm trước, chỉ khác là lần này không có pháo hoa, không có đao quan kiếm ảnh, ta đứng trên thành lâu, mà hắn lại nhìn một nữ nhân khác nữ nhân thật sự trong tim hắn hắn căn bản không nhúc nhích cứ như cả người đã đóng băng nhưng sự sôi trào này băng lạnh cũng không cản được ánh mắt nóng rực như ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong đêm thanh anh thanh anh có người không ngừng gọi tên ta nhưng ta lại không hề có phản ứng qua hồi lâu mới hoàn hồn quay đầu thấy bùi nguyên phong nôn nóng gọi mình hả sao vậy hắn nhìn ta thở dài kéo tay ta ta cúi đầu mới phát hiện vừa rồi bản thân đỡ vách tường không biết từ khi nào móng tay đã đâm vào máu tươi từ miệng vết thương chảy ra vô cùng chói mắt trong bóng đêm ta nhíu mày tay đứt ruột xót thì ra là nỗi đau như vậy nhưng ta thế mà chẳng hề hay biết ta ngơ ngẩn nhìn vết thương của mình vết thương không đau nhưng tim lại thắt chặt dưới thành lâu vẫn hỗn loạn mà ngẩng đầu lại thấy một người hoàn toàn đối lập với cảnh bên dưới hắn trầm tĩnh như một tảng băng nhưng ánh mắt lại là ngọn lửa mãnh liệt nhất lúc này thống lĩnh vũ lâm vệ chạy nhanh tới cuối người quỳ gối, hoàng thượng, bên dưới quá hỗn loạn, chỉ sợ, không tiếc cái giá nào, khi nói chuyện, hắn còn nghiến răng, âm thanh như đao kiếm đánh nhau. Trong hoảng hốt, ta hình như lại nhìn thấy ngày đó, sáng sớm sau khi đại chiến đoạt đích kết thúc, đối mặt với thừa càng điện trống rỗng, thời điểm nói ra câu kia cũng gần như vậy, thống lĩnh lập tức đáp, lĩnh chỉ, dứt lời, gã đứng dậy muốn đi, vừa đi được hai bước, bùi nguyên hạo lại trầm giọng không được làm nàng bị thương nghe vậy người nọ lộ vẻ khó xử nhưng cuối cùng vẫn đáp vâng mãi đến lúc này đau đớn ở đầu ngón tay mới ập tới từng đợt từng đợt như thủy triều dữ dội ta đau tới mức phải cắn môi đầu ngón tay cũng run rẩy cảm nhận được sự khác thường của ta bùi nguyên phong nắm chặt tay ta nhẹ giọng thanh anh ta lại quay đầu nhìn bên dưới cảnh hỗn loạn ấy như hồng hoang thời xưa mà ta chỉ ngây ngốc nhìn hoàn toàn không có cảm giác gì không biết qua bao lâu mới chậm rãi xoay người muốn đi, thanh anh. Bùi Nguyên Phong chạy theo bắt lấy tay ta, tỷ muốn đi đâu, ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, về. Bùi Nguyên Phong ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, tỷ muốn về. Tỷ không xem. Nói tới đây, hắn nhìn bên dưới, ta đờ đẫn ngẩng đầu nhìn cái người như tượng băng gần đó, không biết sao lại cười, không cần xem, dù bắt được hay không, kết quả vẫn vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là nếu Nam cung Ly Châu quay về, phương Nam có thể tránh được một cuộc tinh phong huyết vũ, nhưng nếu nàng không về, Dương Châu sẽ càng hỗn loạn, mà tối nay có lẽ chỉ là mở màn nho nhỏ mà thôi. Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, "Ta mệt rồi, ta muốn trở về." "Vậy, ta đi cùng tỷ." "Không cần." Ta lắc đầu, giọng khàn khàn như cầu xin, "Đừng đi theo ta." Tay hắn duỗi ra cứng đờ giữa không trung, sau đó buông xuống, ta xoay người một mình lặng lẽ xuống thành lâu đèn ở châu phủ như đều đã tắt bóng đêm chậm rãi cắn nuốt nơi này tuy phía sau vẫn đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không thể chiếu sáng nơi này cũng không thể chiếu sáng con đường phía trước ta từng bước từng bước nhưng bước này lại càng khó đi hơn bước kia ta thở hổn hển lòng nờ dê cực như bị đè nén ta đỡ thân cây bên đường muốn cứ thế mà ngồi xuống nhưng trước sau vẫn không ngồi xuống được chỉ biết dựa vào thân cây người cũng đã rất mệt nhớ lại lúc nhỏ đã có người từng hỏi ta cuộc đời con người điều duy nhất có thể làm gì ta trả lời đó là cơ thể của mình bởi vì muốn đi thì đi muốn chạy thì chạy chỉ có cơ thể hoàn toàn nghe theo ý mình sai khiến khi đó người hỏi ta chỉ cười bây giờ ta mới hiểu ý nghĩa của nụ cười đó lúc này ta muốn cơ thể ta tốt lên nhưng nó cố tình ngày càng yếu ớt ta muốn tim mình đừng đau nữa nhưng cố tình tim vẫn đau ta muốn đầu óc đừng tiếp tục suy nghĩ nhưng cố tình không thể quên được ta cho rằng bản thân có thể làm được, nhưng sự thật là không, thì ra ngay cả cơ thể con người cũng không làm chủ được, không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân rất nhẹ tới gần, ta cúi đầu nhìn đôi giày vải ánh vào mi mắt, sau đó là một sim y sạch sẽ đơn giản, cuối cùng dừng trước mặt ta, nhạc thanh anh cô nương, ta ngẩng đầu, một công tử tuấn tú đang đứng trước mặt ta. Người này chỉ khoảng 20 tuổi, mặt mày lịch sự tao nhã cho người ta cảm giác rất dễ thân cận, ta hoảng loạn cúi đầu lau đi đôi mắt mình. Chuyện gì? Đối phương xấu hổ, vội lùi nửa bước làm bộ không thấy gì, nhẹ giọng, đại nhân phái tiểu nhân tới mời cô nương đi trước, đại nhân. Ta nhíu mày, vị đại nhân nào? Đương nhiên là Lưu đại nhân Lưu Nghị, Lưu Nghị. Ca ca của Lưu Chiêu Nghi, ta không khỏi nghi hoặc. Ta và Lưu Chiêu Nghi không hề thân thiết, huống chi ca ca của nàng ta và ta chưa từng gặp nhau, sao lại đặc biệt phái người tới mời ta? Tuy khó hiểu nhưng ta vẫn đi theo người nọ lưu nghị đang dưỡng bệnh ở một đình viện cách đó không xa tới cửa liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc bên trong vừa vào ta lập tức cảm giác được bầu không khí nặng nề của nơi này dẫn ta vào phòng nam tử kia tới bên mép giường cẩn thận nói đại nhân nhạc cô nương tới người trên giường giật mình một cánh tay gầy gò nhẹ nhàng vén màn che lên lộ ra gương mặt tái nhợt hai mắt hãm sâu chỉ có đôi mắt vẫn sáng rọi không giống bình thường lưu chiêu nghi là mỹ nhân lạnh lùng ca ca của nàng cũng không kém người trước mặt tùy bệnh tới không còn sức sống nhưng vẫn có thể nhìn ra ngày xưa cũng là một mỹ nam tử ta thấy hắn ngồi dựa vào đầu giường trên người có mấy chỗ được băng bó thậm chí ít hầu hắn cũng quấn mấy lớp băng vải thời gian tuy đã qua lâu nhưng nhìn hắn như vậy cũng có thể tưởng tượng được cảnh ảm sát trước đây nguy hiểm thế nào ta vội vàng đi lên phía trước hành lễ bái kiến lưu đại nhân lưu nghị yếu ớt cười cô nương không cần đa lễ là ta mời cô nương tới chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi. Nghe hắn nói như vậy ta càng nghi ngờ, xưa nay ta và hắn chưa từng gặp mặt, bọn họ có gì để nói chứ. Lưu Nghị phân phó nam tử đưa ta tới, Ninh Viễn, ngươi ra ngoài giữ cửa, người không liên quan đừng cho họ vào, ta có vài lời muốn nói với nhạc cô nương. Vâng. Công tử tên Ninh Viễn kia chấp tay với chúng ta, liền ra ngoài, cửa phòng khép hờ, mời cô nương ngồi, đa tạ. Nhận ra hắn mời ta tới nhất định có chuyện muốn nói, ta cũng không câu nệ đi tới cái ghế bên mép giường ngồi xuống nhìn người trước mặt hắn cũng không còn quá trẻ trông có nét trí tuệ tương tự hoàng thiên bá vài phần có điều rõ ràng bùi nguyên phong nói hắn đã khỏe lại nhưng bây giờ nhìn đâu giống là khỏe lại ta nhẹ giọng nô tỳ và đại nhân chưa từng tiếp xúc không biết lưu đại nhân mời nô tỳ tới có gì muốn phân phó hắn nhìn ta cười nói tuy chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng thật ra tri kỷ đã lâu mấy ngày nay ta ở dương châu nghe không ít chuyện về cô nương ngay cả người của châu phủ cũng nói cô nương là người chính trực tính tình cứng cỏi ngay cả đám thích khách kia dù bị dụng hình cũng không đủ bụng nhưng nhắc tới cô nương bọn họ đều khâm phục sắc mặt ta thoáng thay đổi thích khách nhắc tới ta nói cách khác thích khách bị họ bắt là hắn nói tiếp lần này hoàng thượng xuống nam đối với giang nam là phúc hay họa còn chưa biết nhưng nếu chỉ có chút lệch lạc e rằng lại là một cuộc tàn sát dân trong thành dương châu cô nương đã từng hiệp trợ hoàng thượng cứu tế nạn dân ở đây cứu vô số người cũng là người thông minh hy vọng cô nương có thể khuyên can hoàng thượng loạn phương nam nằm ở lòng dân không phải ở dân tình muốn thống trị phương nam cần dụ dỗ chứ không phải thêm việc binh đao nghe hai câu cuối cùng hắn nói lòng ta chấn động hắn thật sự rất tận tâm với dương châu như phụ thân của mình chỉ tiếc người phương nam không cảm nhận được nhưng dù ám sát hắn cũng không thể đã động tới trái tim hắn. Ta nói, nô tỳ vốn tưởng đại nhân bị thích khách gây thương tích, trong lòng sẽ. Không ngờ đại nhân vẫn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người phương Nam, là bọn họ cô phụ đại nhân. Hài tử không nghe lời, bậc trưởng bối không thể vứt bỏ nó, phải từ từ giáo dưỡng mới đúng. Lưu Nghị cười nói, có lẽ cô nương không biết, thật ra trong nhà ngoại trừ ta và xá muội vẫn còn một tam tử nhưng năm đó gia phụ khốn cùng dẫn chúng ta vào kinh đi thi thời điểm ở dương châu cuộc sống không thể tiếp tục duy trì chỉ đành phó thác tam đệ cho một đôi lão phu phụ ở đây vậy ư ta không ngờ lưu thế chu đại nhân còn có chuyện cũ như vậy phụ thân vốn hy vọng tương lai có thể tìm được tam đệ nhưng đến khi ông ấy trở về mới biết vì thuế má quá nặng đôi phu phụ kia bị bắt phải rời xa quê quán để kiếm sống vậy có tìm được lệnh đệ không biển người mênh mông sao có thể dễ dàng tìm được Lưu Nghị cười khổ, nhưng phụ thân biết nguyên nhân là do triều đình bất công, vì vậy mới cực lực xuất tiến phế trước tiện tịch, giảm thuế má ở phương Nam, ta kế thừa di nguyện của gia phụ, đôi khi ta nghĩ, cho dù không tìm được tam đệ, chỉ cần làm chút chuyện cho người phương Nam, tam đệ ở nơi nào đó có lẽ sẽ có cuộc sống khá hơn một chút, thì ra là thế, cho nên phụ tử hai người họ luôn muốn giúp người phương Nam bởi vì họ có người thân ở đây, mà họ cũng dần coi người phương Nam là người thân của mình chỉ có tình cảm như vậy mới có thể thật sự coi người trong thiên hạ là con dân lưu nghị nhìn ta giọng vốn đã rất yếu lúc này càng thấp hơn bởi vậy tại hạ muốn nhờ cô nương xá muội năm ấy còn quá nhỏ không có ấn tượng với tam đệ cho nên không thể hiểu tâm tình của tại hạ và phụ thân có những vấn đề luôn canh cánh trong lòng mà ta hiện giờ cũng nếu muội ấy nói gì đó bên tai hoàng thượng mong cô nương có thể khuyên can nhiều hơn nghe đến đây ta cười khổ một cung nữ nhỏ bé như ta còn mang tội trong người có tư cách gì nói chuyện với bùi nguyên hạo, huống hồ hắn lúc này, nhưng nhìn lưu nghị thoi thóp, ta vẫn gật đầu, nô tỳ sẽ cố hết sức, lưu nghị khẽ cười, như vậy, ta có thể yên tâm nói với cô nương rồi, ta nhíu mày, đại nhân muốn nói gì với nô tỳ? thời điểm rời khỏi phòng lưu nghị đã qua giờ hợi, ta đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng cho hắn, phát hiện sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng rất yếu nhẹ nhàng đẩy cửa thì thấy nam tử tên ninh viễn kia vẫn đứng bên ngoài vừa thấy ta hắn liền gọi cô nương ninh viễn công tử ta hành lễ nhỏ giọng khi nãy nghe lưu đại nhân kể công tử là môn sinh đắc lực đi theo ngài đã lâu nô tỳ to gan muốn hỏi hôm nay vương gia còn nói đại nhân đã khá hơn nhiều còn có thể dập đầu với hoàng thượng nhưng nhìn thế nào thì sức khỏe của đại nhân cũng không đợi ta nói hết ninh viễn công tử kia đã thở dài đây cũng là nỗi khổ tâm của đại nhân ngài có ý gì vì hoàng thượng tới dương châu khoảng thời gian này đại nhân phải cố gắng chống đỡ bắt đầu từ hôm qua ngài ấy dùng thuốc mạnh để vực dậy tinh thần chính là để gặp hoàng thượng nhưng những thứ thuốc đó lại càng ép hết chút tinh lực cuối cùng của ngài ấy cái gì ta chấn động tại sao ngài ấy phải làm vậy nói tới đây hai mắt ninh viễn đỏ lên bình tĩnh một hồi mới nói cô nương không biết nếu trước khi gặp hoàng thượng đại nhân không qua khỏi đó sẽ là bị ám sát bỏ mình đường đường là phủ doãn dương châu một khi chết như vậy triều đình không thể nào bỏ qua nhưng hiện tại đại nhân dập đầu với hoàng thượng xong mới qua đời đây là bệnh chết nhẹ nhàng hơn vế trước rất nhiều ta nhất thời không biết nói gì hai mắt dường như cũng ương ước quay đầu nhìn căn phòng nặng nề kia nước mắt nóng bỏng muốn trào ra khỏi hốc mắt không ngờ đến hiện tại lưu nghị đại nhân vẫn suy nghĩ cho phương nam cho dù bản thân đã tới bên bờ cái chết hắn cũng không muốn xảy ra chiến hỏa không muốn triều đình tàn sát phương nam nhưng người phương nam thật sự đã phụ hắn ta nghẹn ngào chẳng lẽ lưu đại nhân thật sự không có cách gì sao ninh viễn lắc đầu do cô nương không thấy thảm tượng đại nhân bị ám sát toàn thân đều là máu lúc được nâng về cả chăn đệm đều ướt đẫm tâm mạch bị thương chiếc hầu bị đâm thật ra ngài ấy sớm đã không có cách nào ăn cơm chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi ta nhắm hai mắt lại cố nuốt nước mắt vào tại sao tại sao vị quan tốt như vậy lại rơi vào kết cục này? Ta mở mắt lại, thấy ninh viễn công tử cuối người với ta, cô nương, tâm nguyện của đại nhân chỉ có việc vạn dân gian nam, mong cô nương chu toàn, ta gật đầu, nhẹ giọng, ta sẽ cố gắng, vãng sinh thay đại nhân cảm tạ cô nương. Dứt lời, hắn lại không người hành lễ, ta nhận thi lễ của hắn, lại quay đầu nhìn phòng của lưu nghị rồi xoay người rời đi, phía trước tối om, ta không thấy đường, chỉ mờ mịt đi như vậy. Không biết qua bao lâu, bóng đêm trước mắt có chút ánh sáng, vừa ngẩng đầu mới phát hiện không biết tại sao bản thân lại tới nội viện, ta đứng ở đó, ngơ ngẩn nhìn bên trong, đúng lúc này, Ngọc Công công đi đến bên cạnh, hỏi: "Thanh anh cô nương, có chuyện gì sao?" Ngọc Công công. Vừa thấy ông ta, tinh thần bản thân tuy không tốt nhưng vẫn nhớ được hiện giờ là lúc nào, việc đó cũng nên có kết quả, vì thế hỏi: "Hoàng thượng ở bên trong sao?" "Ừ, vậy chuyện đêm nay" nam cung tiểu thư ngọc công công nhìn ta lắc đầu quả nhiên hắn vẫn không bắt được nam cung ly châu thật ra ngay từ đầu ta đã đoán được kết quả này nam cung ly châu nhận trọng trạch xuống nam đương nhiên sẽ không dễ dàng đi vào nguy hiểm cho dù thật sự xuất hiện cũng nhất định đã có kế sách thoát thân chu toàn chỉ là hôm nay hắn thất bại chỉ sợ sẽ điên cuồng hơn trước ta nghĩ nghĩ nói vậy ta thanh anh cô nương hoàng thượng nói đêm nay không gặp ai đặc biệt là ngọc công công lộ vẻ khó xử đặc biệt là cô nương cô nương mau về đi không biết vì sao ta cũng không hề cảm thấy bất ngờ thậm chí cũng không vui hay giận ta khẽ cười ngọc công công vẫn luôn nhìn ta như muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói thanh anh cô nương tâm sự này của hoàng thượng không phải mới có một ngày hai ngày tương lai còn dài cô nương sẽ có cơ hội có vài lời đừng nói thẳng hoàng thượng có thể nhịn cô nương một lần nhưng không thể nhịn tới lần thứ hai ta hoàng hồn Ông ta đang ám chỉ việc ta từ chối bùi nguyên hạo ngoài cửa phương thảo đường. Ta mỉm cười, đa tạ công công nhắc nhở, dứt lời, ta liền xoay người rời đi, ánh sáng nhàn nhạt dần biến mất dưới chân. Ta lão đảo về phòng trong đêm, thủy tú đã ngủ say, ta không đánh thức ai, cứ thế ngã vào đầu giường. Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt liền bắt gặp thủy tú nước mắt lưng trong ở bên ta, ta còn đang mơ màng, lẩm bẩm hỏi, ngươi khóc cái gì, cô nương, người không sao chứ. Dì cơ, nàng đỡ ta ngồi dậy, nức nở, nô tỳ gọi thế nào cô nương cũng không dậy, còn tưởng cô nương lại xảy ra chuyện, ta cúi đầu nhìn chính mình, đêm qua bản thân hình như không giống ngủ, ngược lại có vẻ là ngất xỉu, một đêm tâm trí chìm vào biển đen vô cực, ngay cả mộng cũng không có, khó trách lại dọa nàng thành như vậy, ta xoa xoa huyệt thái dương, cười nói, không sao, chẳng qua đêm qua mệt quá thôi, nghe nói tối qua có thích khách, cô nương không bị thương chứ, nha đầu ngốc, ngươi nghĩ ta là ai thích khách sẽ tới tìm ta à à không sao thì tốt thủy tú thấy ta thật sự không sao lúc này mới yên lòng vội hầu hạ ta xuống giường rửa mặt chải đầu bữa sáng châu phủ chuẩn bị rất phong phú chúng ta ăn xong nàng dọn dẹp bàn ta vừa rửa tay vừa nói thủy tú ta ra ngoài một lát vâng cô nương chú ý sức khỏe nàng đúng là quá căng thẳng ta mỉm cười gật đầu ra ngoài còn chưa đi được mấy bước đã thấy bùi nguyên phong gấp gáp chạy tới vừa thấy ta liền gọi, "Thanh Anh, Vương gia." À. Thấy ta vẫn như bình thường, hắn có hơi bất ngờ, lại nhìn ta một lát mới cẩn thận nói, "Thanh Anh, tỷ, hả? Tỷ không sao chứ?" Ta mỉm cười, "Tối qua còn ngủ rất ngon đấy." À, nghe nói vẫn chưa bắt được, vừa nghe ta nhắc tới đề tài hôm qua, hắn lại bắt đầu căng thẳng, "Từ, đông người quá, Vũ Lâm vệ hoàn toàn không có cách, hơn nữa đối phương đã chuẩn bị đường lui, cho nên không đuổi theo được." thì ra là vậy ta gật đầu ánh mắt bùi nguyên phong nhìn ta càng ngày càng kỳ lạ cứ như không biết ta rốt cuộc muốn giận hay muốn vui hoàn toàn không thể nắm bắt chỉ biết lặng lẽ theo ta ra ngoài ta nhìn hắn cười nói ngài yên tâm ta không sao ta còn có một việc muốn nhờ vương gia hắn lập tức tiếp lời tỉ muốn đi gặp thích khách đúng không ta đã sắp xếp xong rồi bất cứ lúc nào cũng có thể không không phải ta muốn gặp thích khách chuyện này có thể để từ từ. Vậy tỷ, ta khẽ cười, một năm trước tới Dương Châu ta đã từng ước nguyện với Bồ Tát, hôm nay ta muốn đi lễ tạ thần, nhưng... Ngài cũng biết với thân phận này, ta không thể đi loạn, ngài có thể giúp ta không? Chỉ cần nửa ngày, lễ tạ thần. Nghe vậy, hắn cao hứng nhận lời, đương nhiên là được, ta đi với tỷ, ta mỉm cười, ngài tới Dương Châu để đi với ta sao? Hắn sửng sốt, nghĩ nghĩ, trên gương mặt hào hứng tức khắc ảm đạm xuống ngài từng nói ngài có khát vọng và lý tưởng của mình vậy ngài nên quyết tâm đi trên con đường đó đừng vì bất kỳ ai mà đổi hướng nếu không đến cuối cùng có lẽ ngài sẽ chẳng chiếm được gì cả còn câu tiếp theo ta bỗng không nói ra được giọng nói cũng hơi khàn khàn hắn nhìn ta dường như cũng nhận ra vấn đề thanh anh ta nở nụ cười không có gì ta có thể đi không ta sẽ sắp xếp cho tỷ chỉ là thấy hắn cẩn thận nhìn vậy ta đương nhiên hiển nên cười nói vương gia nếu ta muốn bỏ trốn đừng nói là dương châu cho dù trước đây ở trong cung không phải ta không có cơ hội ta nói rồi có việc là việc lớn ta không phải kẻ không phân biệt được nặng nhẹ hắn lại nhìn ta một hồi chậm rãi gật đầu được ta lập tức đi sắp xếp cho tỷ đêm qua xảy ra chuyện như vậy ta đoán bùi nguyên hảo nhất thời không thể bình tĩnh toàn bộ châu phủ không có ai dám tới nội viện Bùi Nguyên Phong đương nhiên trở thành thủ lĩnh của Châu phủ, hắn vừa ra lệnh, người bên dưới lập tức đi chuẩn bị, chỉ chốc lát xe ngựa đã chờ ngoài cửa, hắn không chỉ sai người chuẩn bị xe ngựa, còn phái hai thị vệ đi theo từ xa bảo vệ ta, ngẫm lại nam tử này luôn bị ta coi là hài tử, thật ra, hắn không phải hài tử, chẳng qua trong lòng ta không thể nào quên được dáng vẻ trẻ con lỗ M4NJ của hắn lần đầu gặp mặt, nếu không, ta cũng không biết mình phải qua lại với hắn thế nào. Bản thân còn ngơ ngẩn, Sa Phu đã cẩn thận đỡ ta lên xe ngựa. Trước khi buông màn, gã cung kính hỏi, cô nương muốn đi đâu làm lễ tạ thần? Tây Sơn, chùa Hồng Diệp, ánh nắng chiếu rọi Tây Sơn, chung sớm làm chim giật mình bay đi. Xe ngựa đến chân núi thì không thể tiếp tục lên trên, dọc đường đi, tia nắng ban mai mang theo hơi lạnh chiếu vào xe theo từng đợt màn bay phấp phới, tuy lạnh nhưng lại có cảm giác tươi mát xen lẫn hương thơm của cỏ xanh và bùn đất khiến người ta phấn chấn tinh thần. Sa phu vén rèm đỡ ta xuống, vừa đứng vững, ngẩng đầu, liền thấy cả Tây Sơn bị sương mù trắng xóa bao phủ. Từng tiếng chuông sớm vang lên khiến không gian càng yên lặng, cứ như cảnh trí trong tranh, Tây Sơn, ta cuối cùng cũng quay lại, lần trước tới là Hoàng Thiên Bá dẫn ta tới đây, chỉ một năm ngắn ngủi mà cảnh còn người đã mất. Sa phu đỡ ta xuống xe, sau đó lùi sang bên theo quy củ. Hai thị vệ cũng rất khách khí nói với ta, cô nương đi lên làm lễ tạ thần đi bọn thuộc hạ canh giữ ở đây sẽ không quấy rầy cô nương đây hẳn cũng do bùi nguyên phong dặn dò ta cười cười đa tạ bọn họ rồi xoay người lên núi sương mù bao trùm trong núi ngay cả phiến đá xanh bên đường đều ướt dầm dề cây cỏ cũng dính sương sớm ta nhẹ nhàng nhấc váy từng bước lên trên còn chưa được nửa đường ta đã mệt muốn ngất đi sức khỏe còn chưa khỏi cứ leo núi như vậy đúng là tự làm khó chính mình ta thở hổn hển ngẩng đầu nhìn phía trước như không có điểm cuối cùng Lúc này, trước mắt mơ hồ xuất hiện một người mỉm cười nhìn ta, đôi mắt phong tình vạn chủng trong sương mù vẫn như phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, hắn nâng tay, đưa một thăng lụa tới, Hoàng Thiên Bá, nghĩ đến hắn, ta lại chua xót, nếu lúc đó đi cùng hắn, tất cả có phải đều đã khác rồi không, nhưng hiện tại. Cho dù không nhìn, chỉ nghĩ cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ chật vật của mình, nếu để hắn thấy, liệu hắn có thất vọng không? Ta cười khổ một tiếng, thở dài, cắn răng tiếp tục đi cuối cùng cũng tới chùa Hồng Diệp, tốc độ của ta quá chậm, lúc này sương mù đã tan, trong màu xanh tươi mát của cây cỏ lộ ra một góc của chùa, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng các hòa thượng tụng kinh buổi sớm, đàn hương tràn ngập núi rừng càng tôn lên vẻ yên tĩnh của nơi này, tượng Phật vẫn ngồi vững vàng như trước, cục mi rũ mắt nhìn xuống chúng sinh, hình như có tình lại giống vô tình. Ta nhẹ nhàng đi qua, chắp tay trước nờ dê cực, sau đó cho một thỏi bạc vào rương công đức bạc nặng triểu rơi xuống phát ra một tiếng len ken, vừa lúc có hai tiểu sư phụ từ hậu viện tới, vừa nghe tiếng liền nói với ta, đa tạ nữ thí chủ, ta cười cười, hai vị tiểu sư phụ, ta muốn bái kiến phương trượng của quý tự, tiểu sư phụ tuổi nhỏ hơn lập tức nói, xin lỗi, sư phụ đang có khách, tạm thời không thể gặp ai, ta cười nói, thật không dám giấu giếm, năm trước ta có tới quý tự hứa nguyện, hôm nay tới để tạ thần, nghe nói trụ trì giảng kinh thuyết pháp đạo hạnh cao thâm, vì thế ta muốn nghe ông ấy giảng kinh tiểu sư phụ kia còn muốn nói gì đó người còn lại lớn hơn một chút luôn đứng bên cạnh nhìn ta đột nhiên vỗ tráng một cái nói ta nhớ ra rồi nữ thí chủ chính là cô nương năm trước đi cùng hoàng gia ta gật đầu không ngờ tiểu sư phụ còn nhớ ta nữ thí chủ chờ một chút nói rồi gã thì thầm với tiểu sư đệ của mình tiểu sư phụ kia gật đầu chạy vào trong gã lại nhìn nhìn ta đột nhiên hỏi nữ thí chủ thành thân rồi à Hả? Không ngờ bị hỏi vấn đề này, cũng không biết Tiểu Hòa thượng này nghĩ gì, ta theo bản năng đáp, "Từ, tướng công của nữ thí chủ đâu?" Ta nhíu mày nhìn gã, lại thấy gã ngây thơ nhìn ta, dường như đang nghiêm túc chờ câu trả lời, lòng ta cười khổ một tiếng, ta bị hưu rồi, hả? Sao lại hưu nữ thí chủ, bởi vì ta không giữ phụ đạo, không giữ nữ tắc gì, ta lúc này thật sự khóc không ra tiếng, à, không có con vậy nữ thí chủ còn định tái giá không? Lần này ta hoàn toàn nói không ra lời, dở khóc dở cười nhìn Phật tổ cạnh hắn, không khỏi chửi thầm, đây rốt cuộc là hòa thượng gì thế hả? Trong lòng vừa dứt lời, phía sau bỗng có một bàn tay duỗi tới vỗ óc tiểu thí chủ kia, đây là việc con có thể hỏi à? ngẩng đầu mới thấy là một lão hoàng thượng thân hình cao lớn, râu bạc trắng từ từ đi ra. Ông ấy rất cường tráng, người cũng có tinh thần, đặc biệt là đôi mắt dưới lớp mi bạc vẫn sáng ngời đánh cho tiểu sư phụ kia lão đảo, ông xấu hổ chắp tay với ta, bần tăng nhất sân, thí chủ, tiểu đồ thất lễ, không. Không sao, sư phụ, sao ngài đánh con? Tiểu sư phụ xoa cái đầu trọc, quất ức biểu môi, lần trước không phải ngài nói, còn nói bậy. Lão hòa thượng ngắt lời, mỗi người đều có duyên pháp của mình, chẳng lẽ con muốn xen vào hả, à. Tiểu hòa thượng vẫn còn quất ức, ngoan ngoãn lui xuống, ta đứng bên cạnh nhìn, cứ có cảm giác lời họ nói hình như liên quan tới ta nhưng lại không rõ lão hòa thượng nhất sân đi tới cung kính thi lễ để nữ thí chủ chê cười nào có không biết lần này nữ thí chủ tới tìm bần tăng có chuyện quan trọng gì nghe người ta nói đại sư tu vi cao thâm cho nên muốn nghe đại sư giảng kinh nhất sân cười cười không biết là ai nói bậy trước mặt cô nương hoàng gia hoàng thiên bá và ta khẽ cười phủ doãn dương châu lưu đại nhân lưu nghị nhất sân vẫn đang cười nhưng hàng lông mày hoa râm hơi rung lên, che giấu đôi mắt nhất thời hoảng loạn. Ông nhìn ta một lát, trầm mặt, nghiêng người hướng vào trong, nữ thí chủ, mời tới trai đường, đa tạ. Ta thoáng nhìn tiểu sư phụ bên cạnh, cười cười với gã, sau đó đi theo nhất sân. Đây là lần đầu tiên ta đến hậu viện của chùa Hồng Diệp ở Tây Sơn. Hậu viện chùa Miếu Vốn không cho nữ tử đặt chân tới, ngoại trừ một số phu nhân quan to, có điều chùa Hồng Diệp ở phương Nam, lại từng có chuyện xưa hồng diệp ngự sương sắc chỉ sợ phu nhân quan to tới đây cũng không nhiều chỉ là một đường đi vào trong đám tăng lữ thấy ta không hề cảm thấy kỳ lạ ai nấy đều cúi đầu làm việc của mình theo nhất sơn tới trước trai đường ta nhìn xung quanh mấy căn phòng xung quanh đều đóng chặt cửa bầu không khí còn có mùi hương nhàn nhạt thấy ta nhìn nhất sơn giải thích bọn họ làm xong công khóa còn phải xuống núi gánh nước à ta gật đầu theo ông vào trong trai đường được quét tước sạch sẽ trên giường đá có đặt hai đệm hương bồ, trong bầu không khí vẫn nhàn nhạt mùi hương. Nhất Sơn cung kính mời ta ngồi, sau đó ngồi đối diện ta, nói: "Một năm trước thí chủ theo hoàng thí chủ tới đây, có điều hai người đi vội quá, bần tăng chưa kịp thỉnh giáo thí chủ. Tuy có tâm sự nhưng nhắc tới việc năm đó, ta vẫn không nhịn được mà hỏi, đại sư và hoàng gia quen nhau đã lâu sao? Thời gian không ngắn, vậy đại sư có biết hoàng gia hiện đang ở đâu không?" Nhất Sơn cảnh giác nhìn ta, nhưng vẫn nói: một năm trước sau khi rời khỏi dương châu hoàng thí chủ không còn quay lại gặp bần tăng chỉ e đã vân du tứ hải rồi hắn quả nhiên không trở về có lẽ lúc này hắn thật sự đã thành thân với mộ hoa cô nương cắt đứt mọi liên lạc với dương châu kinh thành và quá khứ chỉ có vậy hắn mới có được chút bình tĩnh trong thời loạn thế này nhất sơn vẫn luôn nhìn ta đột nhiên hỏi có điều việc hoàng thí chủ và bần tăng quen nhau thí chủ có biết nhưng lưu đại nhân ngày ấy và bần tăng không hề qua lại tại sao thí chủ lại nói ta khẽ cười tuy đại sư và lưu đại nhân không qua lại nhưng chuyện lưu đại nhân bị ám sát ở chùa hồng diệp lại có quan hệ sâu xa với đại sư nghe ta nói sắc mặt ông ta lập tức thay đổi nhìn thái độ của nhất sân ta biết hôm nay mình tới đúng rồi bầu không khí trở nên áp lực đặc biệt là trong trai đường nhỏ bé này hòa thượng thân hình to cao ngồi trước mặt ta không hề cử động cho người ta cảm giác giống một ngọn núi ta vẫn cười nói đại sư yên tâm lưu đại nhân là người hiểu lý lẽ để tránh liên lụy vô tôi rất nhiều chuyện ngài ấy không báo lên trên tại hạ biết việc này đương nhiên là vì có người khác nói với tại hạ đại sự đừng quên khi ấy còn có thích khách bị bắt nhất sơn nhìn ta ánh mắt lập lòe thật ra lần đó lưu đại nhân tới chùa hồng diệp là vì bái tế bá tánh dương châu tử nạn năm đó đồng thời thay triều đình tỏ thái độ tính ra lưu đại nhân toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho dân chúng phương nam chỉ tiếc kẻ hành thích ngài ấy không chỉ làm hại thân thể ngài ấy, còn khiến trái tim ngài ấy bị thương. Càng nghe ta nói, sắc mặt nhất sân càng trầm. Hành động này của thích khách bề ngoài thoạt nhìn là làm vì nghĩa. Nhưng ám sát mệnh quan triều đình tương đương với tội mưu phản, triều đình lùng bắt cũng hợp pháp, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lại một hồi tinh phong huyết vũ, bá tánh lại trở thành kẻ vô tội dưới đao lạm sát của triều đình. Nhưng đâu ai biết ai là kẻ khiến triều đình rút đao chứ, nhất sơn đột nhiên bật cười, nữ thí chủ, Bần Tăng chỉ là người ngoài, thí chủ nói việc này với Bần Tăng chỉ sợ, ta cũng cười, nếu đại sư không có hứng thú với những việc này, thế tại hạ luận Phật Pháp với đại sư vậy, vậy à. Nữ thí chủ muốn nói gì, trong năm Vĩnh Bình thời Đông Hán, hai vị cao tăng Trúc Pháp Lan và Nhiếp Ma đằng truyền kinh nhập trung thủ, trú tại chùa Bạch Mã. Phật Pháp lưu truyền mấy ngàn năm trong trung thổ có mấy lần bị cấm, dân chúng thà tin vào việc luyện đan cũng không chịu nghe kinh Phật, đại sư có biết vì sao không? Nhất Sơn khẽ cười, người đời chỉ lo lợi ích trước mắt, tin vào luyện đan, tu thì có thể phi thăng thành tiên, nhưng không ai muốn đi tu, có thể thấy ánh mắt của người đời thiển cận ngu dại, ta gật đầu, đúng vậy, người đời không tu cho kiếp sau là vì kiếp sau không ở trước mắt. Như vậy, có những người phương Nam không nhìn ra nỗ lực Triều Đình làm cho phương Nam, chỉ thấy trước mắt tiện tịch chưa phế, đã vội vàng đối nghịch với Triều Đình, thậm chí ám sát mệnh quan, nháo đến mức như nước với lửa. Việc này có tính như lời đại sư nói, ánh mắt thiển cận ngu dại không? Sắc mặt nhất sơn lại trầm thêm một chút, trai đường lập tức trở nên an tĩnh, ông ta nhìn ta hồi lâu mới chậm rãi hỏi, hôm nay nữ thí chủ tới rốt cuộc để làm gì?